chương 921, chúng ta đua xem mạng ai lớn hơn ầm. Âm thanh vang lên hệt như tiếng bom nổ, mặt đất nơi bọn họ đứng sụp đổ trong nháy mắt, ánh đao chữ thập bị một cái gì đó chặn lại, một tảng cây cối cao lớn xung quanh đã bị chặt đứt trong chớp mắt. Cơ thể đem giống như đạn pháo, hộp máu rồi bay ngược về sau. Lê Văn Vân nào có bỏ qua cho ông ta, anh phóng tới với tốc độ cực kỳ nhanh, lại đuổi theo lần nữa, đồng thời lớn tiếng quát đem, tất thảy những chuyện ông đã làm, là để đổi lại cái giá ngày hôm nay đấy. Ông, gia tộc đem của ông, hôm nay sẽ bị xóa tên tại Europa này, nếu có gần thì thi triển tần tử cuồng dũng, đánh cược mạng sống với tôi đi. Chỉ trong một khoảnh khắc, cái áo choàng của đem đã hỏng rồi, ông ta không còn dáng vẻ diễu võ dương oai như lúc trước nữa. Bây giờ đây, ông ta hệt như một con chó lạc đường, chỉ nghĩ cách làm sao để chạy, làm sao để sống sót sau khoảng thời gian mà Lê Văn Vân thi triển tần tử cuồng dũng. Động tĩnh bên này quá lớn, Phía trên bong của du thuyền, Phạm Nhược Tuyết vọt ra, trên bong thuyền lúc này có ba thi thể nằm la liệt, thanh kiếm dài trong tay an nhiên không ngừng dỉ máu tươi, có điều, đôi mắt của cô ta vẫn chỉ tập trung trên người Lý Kim Minh bên cạnh. Vừa rồi lúc Lý Thu bị đánh lén trên thuyền, thời điểm cô ta một địch ba, thuyền trưởng Lý Kim Minh vọt ra, tung một đao lập tức giết chết một người. Khoảnh khắc Lý Kim Minh bộc lộ sức mạnh có thể thấy, thực lực rõ là từ đỉnh cấp trở lên, an nhiên cảm thấy, anh ta còn mạnh hơn mình rất nhiều anh ta ho khan một tiếng mở miệng nói vốn dĩ chúng tôi không cần động thủ nhưng nếu du thuyền này bị phá hỏng lúc tôi trở về sẽ bị ngài hotzis mắng an nhiên không nói gì mà phạm nhược tuyết phò tới phía trên bong tàu cô nhìn về nơi xa cắn răng nói lê văn vân đã thi triển tần tử cuồng dũng cái gì lý thu cực kỳ sợ hãi sau đó vội vàng hỏi đại ca đánh không lại đem sao khoảnh khắc này trong lòng bọn họ đều có phần xuất sắng Bọn họ không biết rõ tình hình bên trong, nên việc Lê Văn Vân thi triển tần tử cuồng dũng khiến bọn họ nghĩ rằng Lê Văn Vân đang gặp nguy hiểm. Audio điện tử võ tấn bền Tìm vị trí cho tôi, Lý Thu ghim súng, lớn tiếng quát, Phạm Nhược Tuyết cũng bất chấp việc mình đang chữa bệnh bên kia, nhanh chóng cầm kính viễn vọng lên. Nhưng tốc độ của Lê Văn Vân và đem quá nhanh, nên trong khoảng thời gian ngắn cô không theo kịp, Lý Thu ghim súng cũng đang tìm kiếm, nhưng mà, lúc này đây, anh ta thật sự không thể tập trung, trận chiến của hai người này, anh ta căn bản là không xen vào được. Phía trên mặt biển, hai con thuyền màu trắng vẫn đang đỗ bên đó. Vào khoảnh khắc Lê Văn Vân thi triển tần tử cuồng dũng, mặc dù cách xa những hai cây em, nhưng chắc nhất mình vẫn đứng lên trong tích tắc, gắt gao nắm chặt đao chảm hồng trong tay. Làm sao vậy? Vương Hồng nhíu mày hỏi. Sự lợi hại của Vương Hồng chính là ở đầu óc, võ công của ông ta không quá cao siêu, cho nên hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được tình hình. Khi nhìn thấy biểu cảm của Trác Nhất Minh, với tư cách là người bạn lâu năm, ông ta lập tức cảm giác được chuyện có gì đó không ổn. Tôi, muốn ra tay. Trác Nhất Minh nhẹ giọng nói, cậu ta mới là tương lai, tôi cần phải giữ được cậu ta. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Vương Hồng vội vàng quát. Trác Nhất Minh không nói gì, ông ta rất muốn ra tay. Mà bên cạnh, Theonado hưng phấn giống lên, Lê Văn Vân thi triển tần tử cuồng dũng, quả nhiên, cậu ta không phải đối thủ của ngài đêm, tên phản bội người gác đêm đó, sao có thể đánh thắng được anh hùng người gác đêm của chúng ta chứ, ngài đêm vô địch. Nếu ông còn sủa bậy thêm một câu nữa, hôm nay ông không sống nổi đâu, tôi sẽ chém ông, sau đó rời khỏi người gác đêm. Lúc này, chắc nhất mình đột nhiên nhìn qua. Sắc mặt Theonado hơi thay đổi, nhưng lại không dám nói lời nào. Mà những người gác đêm Europa kia nghe được lời này, trong tích tắc, tất cả đều trở nên trầm mặc là người gác đêm, bọn họ hiểu rất rõ tần tử cuồng dũng rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hầu hết những người thi triển nó đều sẽ chết, trong số 10 người thì không có nổi một người sống sót. Điều này có nghĩa là thiên tài rực sáng nhất trong những năm gần đây của người gác đêm rất có thể sẽ ngã xuống ở nơi này. Bọn họ có chút trầm mặc, kỳ thật là trong lòng rất nhiều người, họ vẫn nguyện ý tin tưởng Lê Văn Vân. Chỉ là sức ảnh hưởng của đêm quá lớn, cảm xúc hiện tại của bọn họ thật sự quá phức tạp. Trác Nhất Minh tiến lên phía trước một bước, trong khoảnh khắc này, trên người Trác Nhất Minh bỗng tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố, chậm rãi bốc lên, mặt biển hai bên cũng bắt đầu dao động. Ông muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của Trác Nhất Minh, sắc mặt của Theonado lập tức biến đổi, mở miệng quát. Vương Hồng cũng vội vàng ôm lấy Trác Nhất Minh, "Nhất Minh, dừng tay, một nhát đao này của ông cần phải bảo vệ quá nhiều thứ, ông không thể chém ra ở đây được, mặc dù là Lê Văn Vân thật sự sẽ chết." ông cũng không được phép chém nhát dao đó ở chỗ thế này. Hai tròng mắt của Trác Nhất Minh đỏ bừng, ông ta cắn răng, sau một lúc lâu, khí thế của ông ta dần lui xuống, rồi nhìn về phía Theonada, nhẹ giọng nói, nếu Lê Văn Vân thật sự chết, sẽ có người phải trả giá đắt. Cái liếc mắt này như thể là đang nhìn về phía một người đã chết, khiến toàn thân Theonado lạnh băng. Bên cạnh, Hồng Mai Quế cũng đã nghe bọn họ nói chuyện, cô ta nhìn bà Loan, nói, bà bà, bà có thể cứu được Lê Văn Vân không? Cấp bậc chiến đấu này, tôi tham gia không nổi. Bà Loan lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. chương 922, một chiêu này sẽ phân định thắng bại. Trước đây lúc bà tìm gặp Lê Văn Vân, Lê Văn Vân nói nếu không chịu giao người ra sẽ ra tay giết chết bọn họ. Tại thời điểm đó bà Loan không quá để tâm đến những lời này, mặc dù Lê Văn Vân nói anh đã đối phó bốn tên siêu cấp ở khu tội ác, nhưng thật sự bà Loan lại chẳng hề để bụng đến. Nhưng hiện tại thì khác, giờ bà mới hoàn toàn phát hiện ra, bà đã đánh giá quá thấp thiên phú của Lê Văn Vân. Người này, còn chưa đến 30 tuổi, mới gia nhập vào người gác đêm tổng cộng có 9 năm, bước vào siêu cấp mới được 3 năm, mà trong khoảng thời gian 3 năm nay, anh vẫn luôn trong tình trạng mất trí nhớ. Bà thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thiên phú như thế này, nếu đủ xương cốt, cậu ta thật sự có khả năng đạt tới trình độ đó, cậu ta chính là một ứng cử viên xuất sắc đấy, đáng tiếc lại đi thi triển tần từ cuồng dũng bà thở dài lắc lắc đầu hồng mai quế đứng bên cạnh lập tức rơi vào trầm mặt cô ta nhìn về nơi xa kia sau đó bĩu môi nói anh còn chưa ngủ với tôi nữa mà định cứ vậy mà chết sao lê văn vân không thể nào anh sẽ thắng trong ấn tượng của tôi anh là một người bách chiến bách thắng đúng vậy trong khoảng thời gian mấy năm nay từ lúc lê văn vân gia nhập người gác đêm tới nay chiến tích của anh cực kỳ khủng bố anh đã tạo dựng được uy danh hiển hách ở thế giới ngầm thông qua từng trận chiến. Cô ta nhấp môi, trên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng hiện lên tia tuyệt vọng, đồng thời cũng xen lẫn cả sự kỳ vọng. Bọn họ không nắm rõ tình hình bên trong, không biết là Lê Văn Vân chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, nên mới mạo hiểm sử dụng tần tử cuồng dũng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại chiến trường nơi Doãn Nhu và nội đặc đang đứng, nơi này lại khá bình yên, nội đặc ngồi trên bờ cát, ông ta sắn áo của mình lên, để lộ ra cái bụng thật lớn. Mặc dù tuổi ông ta khá lớn, nhưng vì thân hình mập mạp lại là người da trắng, nên lúc này khi sắn áo lên đã để lộ cái bụng bóng trắng bóc. Tần tử cuồng dũng, nội đặc cười ha hả nói, quầy, thật đáng tiếc cho một thế hệ thiên tài, xem ra bà phải thua rồi, tôi thả bà đi đấy, bà hãy lên đường luôn đi. Doãn nhu hơi mỉm cười, mở miệng nói, vậy sao? Tôi lại không thấy thế. A, à, xem ra bà rất có lòng tin vào thằng nhóc kia. Nội đặc cười tủm tỉm hỏi, mà này, rốt cuộc khu tội ác là cái nơi quái quỷ gì vậy? Doãn Nhu không trả lời ông ta, mà chỉ ngẩng đầu, quay mặt nhìn về hướng khác. Ở một nơi khác, trong khoảnh khắc Lê Văn Vân thi triển tần tử cuồng dũng, Hoàng Thi Kỳ lập tức trở nên luống cuống, khí thế của cô ta đang không ngừng tăng lên, có thể thi triển tần tử cuồng dũng bất cứ lúc nào, cô ta rất muốn nhanh chóng đi giúp Lê Văn Vân. Cô gái nhỏ, chấp nhận số phận của mình đi, người phản bội là Lê Văn Vân, và hiện tại cậu ta là người duy nhất bị kết án, bất kỳ thành viên nào khác trong tiểu đội của cô đều có thể quay lại người gác đêm bất cứ lúc nào, con người của tôi tuy lười nhác, nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, tôi vẫn sẽ ra trận, đây là chuyện hiển nhiên không còn cách nào khác nữa rồi, trước khi đến lúc đó tôi vẫn sẽ nói những lời hữu ích với cô. Đại Xuyên Xích Hùng nói, lời hữu ích, Hoàng Thi kỳ cười khẩy nói, đợi đến lúc đem đâm cho các người hai nhát đao sau lưng, Tôi hy vọng ông vẫn có thể nói ra những lời hữu ích thế này." Dứt lời, cô ta lập tức xốc toàn lực chém thẳng một đao. Ầm. Nhát đao vừa chém xuống, mặt đất dưới chân bọn họ cũng sụp đổ ầm ầm. Bọn họ đều không chú ý tới, hai người đánh thẳng một đường, rồi đánh vào chỗ sâu bên trong khu thăm dò thứ hai, cũng chính là tầng hầm phía trên chỗ đem thường ở. Hai người bọn họ lập tức rơi vào bên trong tầng hầm ngầm. Trong lòng Hoàng Thi Kỳ sốt ruột vô cùng cô ta cầm đao muốn xông lên thêm lần nữa, nhưng mà ngay vào khoảnh khắc đó, toàn thân cô ta bắt đầu không kìm được mà run rẩy. cô ta phát hiện nơi mà cô ta đang dẫm chân lên truyền đến tiếng răng rắc, cô ta vừa cúi đầu đã thấy, nơi này có vô số những mảnh xương người. Không chỉ mình cô ta chấn động, mà cả đại xuyên xích hùng cũng không kém là bao, ông ta khiếp sợ nhìn đống xương người dưới chân, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc và hãi hùng. Chuyện này, là thế nào vậy, tại sao bên dưới nơi thăm dò thứ hai lại có nhiều xương người như thế? Đại xuyên xích hùng nói với vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó, cái môi ông ta ngửi ngửi, ánh mắt bắt đầu hướng sang một bên khác, nhíu mày nói, mùi máu tươi tanh nồng. Đây có lẽ là những người bị đem hãm hại. Hoàng thi kỳ cười khẩy một tiếng, mở miệng nói. Không thể nào, đại xuyên xích hùng lắc đầu nói, đem là anh hùng của người gác đêm, ông ấy luôn bảo vệ chúng ta, ông ấy sẽ không làm ra những chuyện thế này. Ở một nơi khác, lúc này hai tròng mắt Lê Văn Vân như điện, anh liên tục chém về phía đem hết đao này tới đao khác. Mà đem lúc này thì toàn thân như vừa tắm máu, nắm cây giáo thương long trong tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Người thắng, sẽ chỉ có thể là tôi. Tôi là anh hùng của người gác đêm, đem lớn tiếng gào thét, toàn thân tỏa ra chân khí bằng bạc. Nhưng trước một Lê Văn Vân đang thi triển tân tử cuồng dũng thì có vẻ chẳng có gì đáng xem. Lê Văn Vân nhìn ông ta, cây đao cứ liên tục chém xuống giống như mưa rơi lúc này đây đao phá không không lựa chọn cách xoay quanh mà là nằm gọn trên tay trái của lê văn vân nằm trong sổ sách công trạng sau đó bắt đầu làm ngược lại với ý định ban đầu hãm hại những người khác ánh mắt lê văn vân sáng quắc anh nói mấy chục năm qua không biết đã có bao nhiêu người gác đêm bị ông hại không biết có bao nhiêu thiên tài đã bị ông cướp đoạt sinh mệnh vậy thì đã sao tôi là anh hùng tôi đã từng bảo vệ bọn họ tôi là người nhận được huân chương sao trói lọi, tôi đòi lại một chút thì có vấn đề gì. Đem cắn răng nói, cậu thi triển tần tử cuồng dũng cũng đã được một nửa thời gian rồi, tôi chỉ cần trụ vững trong một nửa thời gian còn lại, cậu sẽ hoàn toàn mất đi chân khí, người thắng, trung quy vẫn là tôi. Ông ta vừa cố gắng bỏ chạy, vừa há miệng gào thét. Vậy thì ông cứ chịu đựng tiếp đi, để xem bộ xương già như ông có thể chịu thêm được bao lâu. Sát ý bên trong đôi mắt Lê Văn Vân tăng vọt tôi sẽ kiên trì đến khi tần tử cuồng dũng mà cậu thi triển kết thúc, sau đó cùng cậu đổi máu, tôi sẽ trường tồn vĩnh cửu, tôi sẽ gia nhập vào bọn họ, đến lúc đó, bạn bè của cậu, người thân của cậu, và cả những thiên tài trong tiểu đội đó của cậu nữa, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tôi, ồ đúng rồi, còn cả Trác nhất minh nữa, ông ta sẽ tuyệt vọng rồi chém ra một đao kia, sau đó thì chết đi. Đem điên cuồng gào, nhưng Lê Văn Vân nghe xong lại khẽ cau mày. Ông ta nhìn như chỉ đang nói sằng nói bậy, nhưng Lê Văn Vân biết rõ, lúc này đem dưới tình huống không thi triển tần tử cuồng dũng, ông ta chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà, ông ta cứ há miệng gào lên như vậy, cũng là để đứng vững trước đòn công kích như mưa rền gió dữ của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không nói chuyện nữa, anh thở ra một hơi, chân khí trên người chuyển động, lao thẳng về phía đem. Bum, boom, boom. Những âm thanh va chạm mạnh vang lên không ngừng, trên người Lê Văn Vân quần áo bắt đầu bị phá tung ra thành từng giải, và tác dụng phụ của tần tử cuồng dũng cũng đang dần xuất hiện theo dòng chảy thời gian. Trên người anh bắt đầu xuất hiện những vết thương, đó là chân khí đang tràn ra, khiến da thịt nứt vỡ. Máu tươi cũng bắt đầu chảy dòng dòng trên người anh. Một chiêu duy nhất này, phân định thắng bại, bỗng nhiên, Lê Văn Vân thở ra một hơi, sau đó hai tròng mắt ngưng động, phá không sông vào trong vỏ, đôi tay Lê Văn Vân nắm lấy thanh đao vô danh, trong khoảnh khắc này, thanh đao vô danh dường như lại có chút gì đó mở ảo. Cậu, cậu dùng quỷ trảm, đem nhìn tư thế của Lê Văn Vân, nét mặt đột nhiên thay đổi. Quỷ trảm là chiêu thức mạnh nhất của người gác đêm, trong lịch sử của người gác đêm, chỉ có duy nhất một người là Trác Nhất Minh đã từng sử dụng qua. Chương 923 thực sự đã sử dụng nó. Chiêu thức này là chiêu thức mạnh nhất của người gác đêm, những chiêu thức này đều là công khai chỉ cần trở thành người gác đêm là có thể tiếp cận với tất cả các loại võ học. Về phần người đó có thể luyện đến trình độ gì, có thể sử dụng các chiêu thức nào, chẳng hạn như điệp lãng đao pháp hoặc chảm nhược tuyết của Lê Văn Vân thì cần phải có chân khí chống đỡ và khống chế. Mà quỷ chảm là chiêu thức của Trác nhất minh, trong toàn bộ lịch sử của người gác đêm chỉ có một mình ông ta sử dụng được. Giờ đây, Lê Văn Vân sẽ thử dùng chiêu thức này. Anh không thể phủ nhận rằng lão già này thực sự rất mạnh vị trí thứ ba trong thiên bảng. cho dù là ông ta bắt đầu hấp hối thì cũng khó có thể giết chết ông ta trong một thời gian ngắn. nếu để ông ta vượt qua thời gian hấp hối thì trận chiến sẽ thất bại hoàn toàn. lê văn vân cầm thanh đao bằng cả hai tay nâng lên, trong tích tắc đã thu lại toàn bộ chân khí. lúc này đao vô danh dựng đứng thẳng trước mặt anh đang phát ra năng lượng màu trắng, thoạt nhìn có vẻ hơi mờ ảo. lê văn vân đột ngột mở mắt ra, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích quỷ trảm. vù tiếng xé gió truyền đến, lúc này Lê Văn Vân biến mất tại chỗ, toàn thân như bóng mà bay tới trước mặt đem. Keng! Thanh đao của anh nhẹ nhàng phóng vút ra ngoài, tốc độ không nhanh lắm, nhưng sắc mặt của đem thay đổi một cách điên cuồng. Đã sử dụng nó rồi. Thực sự đã sử dụng nó. Ông ta không ngờ Lê Văn Vân lại sử dụng chiêu thức này. Toàn thân đem bốc ra chân khí cuồn cuộn, tụ lại trên cây giáo thương long khiến ông ta càng thêm hung ác, ông ta định liều chết ngăn lại một đao này. Chỉ trong tích tắc, khi Lê Văn Vân thu lại khí tức, đao giáo va chạm với nhau tạo thành tiếng nổ lớn. Bùm! Chân khí khuấy động, cuồng phong gào thét. Lê Văn Vân nhìn đem và bình tĩnh nói, ông thua rồi. Bên ngoài khu thám hiểm số 2, chắc nhất mình đang đứng trên mũi thuyền. Khi khí tức của Lê Văn Vân biến mất, mặt ông ta hơi nghiêng sang một bên nói, khí tức của Lê Văn Vân đã biến mất. Vương Hồng ở bên cạnh thở dài nói, cuối cùng vẫn thua à đôi mắt của trác nhất minh bắt đầu đỏ lên khí thế trên người ông ta lại bắt đầu mờ nhạt vương hồng kéo ông ta lại nói bình tĩnh nào bây giờ chúng ta phải tìm cách giữ lại tên nhóc này tôi không thể bình tĩnh được ánh mắt trác nhất minh trầm tư nhìn lên trời nước mắt lưng tròng ngón tay trái khẽ nhúc nhích chảm hồng đao lại mở ra khí thế trên người ông ta lại bắt đầu dục dịch nổi lên bên cạnh Theonado không cảm nhận được cảnh này, ông ta chỉ cảm nhận được khí thức của Lê Văn Vân đã mất nên mừng rỡ nói, thắng rồi, ngài đêm đã thắng rồi. Lê Văn Vân, kẻ phản bội người gác đêm đáng chết. Lúc này không ai trong số những người gác đêm hệ Europa lên tiếng, rất nhiều người đang cúi đầu. Nhiều người ở đây đã tham gia trận chiến hỉ lãng phong. Có người thương cảm, cũng có những tín đồ của Đem phấn khích. Theonado, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai ông ta. Theonado quay lại thì thấy chắc nhất Minh đang đứng đó, ông ta đã rút đao ra rồi. Lê Văn Vân, anh hùng của người gác đêm, chắc nhất Minh lạnh lùng nói là tôi đã đưa cậu ấy vào người gác đêm, mấy năm nay cậu ấy đã lập rất nhiều chiến công, giờ lại bị ông hại chết nơi này. Tôi đã bắt đầu hoài nghi thứ mình đang bảo vệ, hôm nay một đao này sẽ chém xuống tại đây. Dầm, nghe chắc nhất Minh nói, trong nháy mắt, ngay cả Theonado và người gác đêm hệ Europa đều rơi vào tình trạng đầu óc trống rỗng. Trác Nhất Minh hỏng bét rồi. Chương 924, linh trảm. Ông ta vẫn không ra tay, theo một trình độ nào đấy ông ta vẫn tin rằng Lê Văn Vân có thể tạo nên kỳ tích. Nhưng khi khí tức của Lê Văn Vân biến mất, ông ta mới nhận ra mình không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Theonado cũng rất sốt ruột. Một nhát đao này của Trác Nhất Minh là niềm hy vọng của họ. Vương Hồng ở bên cạnh thở dài, sau đó lắc đầu, lần này cũng không ngăn cản mà chỉ ngồi xuống mỉm cười nói chúng ta sống lâu rồi cũng phải gánh chịu những chuyện này còn phải chịu oan ức nữa vừa nói vương hồng vừa nhìn theo nado ông cho rằng chắc nhất minh một lão nông dân lại có tham vọng thống nhất người gác đêm ư ông biết rõ ngay cả khi lê văn vân đưa các nhân chứng lên thì ông một người phụ trách liên hợp quân cũng vẫn sẽ thiên vị đem hôm nay ông không chỉ giết chết lê văn vân niềm hy vọng của người gác đêm mà ông còn hủy hoại cả tương lai của người gác đêm chắc nhất minh ông định làm gì? Ông có biết mình phải chịu bao nhiêu trách nhiệm với một đao này không? Theonardo quá to. Tôi biết, chắc nhất mình cười gần, khí thế trên người không ngừng bùng nổ. Bùm. Ngay lúc này, chắc nhất Minh nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ chảm. Là quỷ chảm, Theonardo cũng cảm nhận được điều này, sau đó, ông ta lập tức tái mặt. Quỷ chảm. Sau chắc nhất Minh, giờ mới có người gác đêm thứ hai sử dụng chiêu này quỷ trảm bà loan lẩm bẩm như sực nhớ ra điều gì đó bà nhìn về phía trác nhất minh ông ta đứng thẳng dậy sau đó lại ngồi xuống nói khốn kiếp tên khốn lê văn vân này cứ khiến người ta phải lo lắng ông ta nói xong trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng vừa xuất chiêu quỷ trảm ai dám tranh với lê văn vân nữa vương hồng nhíu mày thật chặt nhìn trác nhất minh nói nhất minh có một việc khiến tôi lo lắng trác nhất minh cau mày nói chuyện gì Lê Văn Vân bắt đầu cận kề cái chết lại cưỡng chế dùng quỷ trảm, cũng giống như ông ngày trước, tôi lo lắng tình trạng thể chất của cậu ấy sẽ lại giống như ông. Vương Hồng nói, chắc nhất mình mới thả lỏng giờ lại lập tức dối như tơ vò. Mà lúc này Theonado mồi phịch xuống đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Ngay trên chiến trường, Lê Văn Vân chém một nhát đao vào cây giáo, đem dơ giáo lên chặn lại, chân khí va chạm, mặt đất bắt đầu sụp đổ xuống từng tấc một. Ông thua rồi, lê văn vân lạnh lùng nói bùm trong nháy mắt đem ngã quỵ xuống sau một tiếng nổ máu tuôn ra xối xả tựa như toàn thân bị nứt ra vậy xung quanh tràn ngập xương khói khi làn xương khói tan đi lấy lê văn vân và đem làm trung tâm đã có thêm một cái hố lê văn vân đang đứng đó trong khi đem đang nằm trên mặt đất người bê bết máu và vẻ mặt đầy tuyệt vọng phụt cơ thể ông ta không ngừng co giật máu trào ra từ miệng lê văn vân Cậu không được giết tôi đâu, đêm vẫn chưa chết, nhưng ông ta không còn chút sức lực nào nữa, nghiến răng nói, tôi là anh hùng của người gác đêm, tôi đã từng cứu rất nhiều người, không có tôi thì chưa chắc cậu đã được sinh ra. Lê Văn Vân không trả lời, anh chống đao vô danh xuống đất. Trong cơ thể anh không thể vận nổi chân khí, trên người cũng có rất nhiều vết thương, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tôi sai rồi, Lê Văn Vân, tôi thực sự đã sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi lần này tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa tôi sẽ xin lỗi mọi người tôi sẽ để cho cậu quay lại người gác đêm đem nói tôi là anh hùng của người gác đêm vì công lao của tôi trước đây xin hãy tha thứ cho tôi lần này lê văn vân vẫn không nói gì anh nhìn bầu trời một lúc sau đó nước mắt bắt đầu lăn xuống đương đương tôi đã báo thù cho cậu rồi đáng tiếc cậu sẽ không bao giờ quay về bên tôi nữa lê văn vân thì thầm anh chống đao vô danh bằng tay trái rồi rút đao phá không bằng tay phải. Tôi là anh hùng, cậu không được giết tôi. Không được, đem bắt đầu hét lớn khi thấy Lê Văn Vân rút đao ra. Lê Văn Vân vẫn không thay đổi sắc mặt, anh cúi đầu nhìn đem, không nói gì, chỉ giơ cây đao lên, rồi đâm xuống. chương 925 mà trận chiến vẫn đang diễn ra, thực sự rất thê thảm. Trong tầng hầm của khu vực thám hiểm số 2, Hoàng Thi Kỳ và Đại Xuyên Xích Hùng đang ở bên dưới, họ bước vào một cánh cửa theo hướng có mùi máu họ không chọn tiếp tục ra tay hoàng thi kỳ đã không chọn làm điều đó vì có thể ở đây có bằng chứng về tất cả những việc làm xấu xa của đem đây là cửa mật khẩu không thể mở được đại xuyên xích hùng nói hoàng thi kỳ khịt mũi sau đó khởi động chân khí trên người chém thẳng vào cánh cửa sau khi chém mấy nhát liên tiếp cô ta đã tách đôi cánh cửa sắt ra đại xuyên xích hùng nhíu mày nhưng ông ta không nói gì cả phía sau cánh cửa có một mảnh ánh sáng, bọn họ vừa đi vào, vừa nhìn thấy tình huống sau cánh cửa thì sợ ngây người. Tiên mục kỳ duyên, trong phòng đặt vô số máy móc, bên trong có chất lỏng màu đỏ tươi trào ra, trong mấy cỗ máy móc đó có mấy người trẻ tuổi không mặc quần áo, có người đã teo tóc chỉ còn da bọc xương, có người thì khá hơn. Bọn họ ở trong cỗ máy đó, nhắm mắt không biết sống hay chết. Trên người họ còn đầy dụng cụ, có từng ống từng ống được buộc vào cơ thể của họ, và dòng máu đỏ tươi đang được rút ra từ cơ thể họ. Đây là Phúc Nguyên Tu, không phải hắn đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ ư. Sao hắn lại ở đây? Đột nhiên, Đại Xuyên xích hùng thốt lên và nhìn một người thanh niên khoảng 20 tuổi trong số đó, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hoàng Thi Kỳ không để ý đến ông ta mà nhìn thẳng về phía trước. Đại Xuyên xích hùng cũng chú ý tới ánh mắt của Hoàng Thi Kỳ và chuyển sự chú ý của mình qua đó. Ở phía trước, Miller đem đang nằm trên đó, anh ta cũng bị cột bởi các dụng cụ và máu đang bơm vào cơ thể ông ta. Dường như ông ta không cảm nhận được sự xuất hiện của Hoàng Thi Kỳ và Đại Xuyên Xích Hùng. Ông ta cứ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự hưởng thụ. Đúng vậy, Mueller đem không tham gia chiến trường chính, ông ta cũng đã lớn tuổi, tranh thủ bên ngoài đang chiến đấu mà chạy đến đây thay máu. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Đại Xuyên Xích Hùng hoàn toàn đờ đẫn. Đây là anh hùng người gác đêm của mấy người đó. Hoàng Thi Kỳ lạnh lùng nói, đại xuyên xích hùng sướng sờ trong giây lát, sau đó lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hai cỗ khí tức đều đã biến mất, lúc này, lông mày của Hoàng Thi Kỳ khẽ giật giật, sau đó cô ta không quan tâm bên này nữa mà lao thẳng ra ngoài. Cô ta rất lo lắng nên lao thẳng ra bãi biển phía trên. Trên bãi biển là nơi thê thảm nhất, toàn thân Cố Bạch đẫm máu, trên người cũng có rất nhiều vết thương, chân khí đã tiêu hao rất nhiều. Đối thủ là người gác đêm họ được thể hiện dưới hình thức một tiểu đội khi chiến đấu với người bên thành phố tội ác thì chiến thuật mạnh hơn rất nhiều sức chiến đấu của cá nhân mạnh hơn một ít song phương đánh thì sức mạnh ngang nhau trong cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài nửa giờ hàng trăm người đã nằm xuống bãi biển mà trận chiến vẫn đang diễn ra thực sự rất thê thảm dừng tay đúng lúc này một tiếng hét vang lên hai bên đang hỗn chiến bỗng run rẩy nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì thấy cách đó không xa có một chiếc du thuyền màu trắng đang từ từ tiến đến, trên mũi thuyền có hai người đang đứng, mọi người đều chú ý tới một ông già đang cắm một cây đao màu đỏ trên đầu con thuyền, lập tức đồng tử của họ đều co rút lại. Chắc nhất minh, đúng lúc này, tất cả những người gác đêm ở khu thám hiểm số 2 đều nhận ra thân phận của chắc nhất minh. Dấu hiệu của trảm hồng đao quá mạnh mẽ. Chắc nhất minh bất khả chiến bại, mọi người đều kinh hoàng. Với một thanh đao ấy, danh tiếng của người này đủ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Cả hai bên bắt đầu bỏ đao trong tay xuống, sau đó bắt đầu rút lui. Chắc nhất minh đứng trên mũi thuyền, nhíu mày lại, quỷ chảm vừa xuất chiêu là ông ta biết ngay thắng bại đã rõ. Trên mũi thuyền, Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn chắc nhất minh sau đó đưa mắt nhìn về phía xa, trên mặt cô hiện lên một tia dối rắm. Lý Thu cảm nhận được khí thức của đem và của Lê Văn Vân đều biến mất cùng lúc, anh ta không biết ai là người chiến thắng, hoặc là đã đồng quy vô tận. Lão đại, nhất định anh sẽ chiến thắng. Lý Thu ôm súng, thì thào. Audio điện tử võ tấn bền. chương 926, vị trí thứ ba trong thiên bảng, đã chết. Chẳng mấy chốc, giữa sân đã xuất hiện hai bóng người nhanh chóng áp sát đến. Doãn Nhu và nội đặc cũng xuất hiện trên bãi biển. Hai người đều nguyên vẹn, thậm chí không có một giọt mồ hôi nào. Doãn Nhu cau mày khi bà ta vừa xuất hiện đã nhảy xuống bong của du thuyền. Người của hai bên tại hiện trường, sau tiếng gầm lớn của Trác Nhất Minh đã dừng tay, tách ra làm hai bên rất rõ ràng. Cố Bạch liếc nhìn Trác Nhất Minh, nghiến răng nói, lão già chết tiệt này, giờ mới đến, nếu lão đại xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ cho ông ta biết tay. Ở đằng kia có người xuất hiện, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người nói. Mọi người nhìn về phía xa. Ở đằng xa, một người đàn ông bê bết máu, quần áo rách nát từ từ bước tới, bước chân cũng chậm chạp, cơ thể hơi loạn choạng. Tay phải của anh đang kéo một người, đang từng bước đi về phía bãi biển. Phía sau lưng anh, rất dễ nhìn thấy đao phá không và vô danh. Lê Văn Vân, là Lê Văn Vân, chúng ta đã thắng rồi, người đàn ông trên mặt đất đó là đem. Trong nháy mắt, toàn bộ người của thành phố tội ác gieo hò không ngớt. Trên địa điểm thăm dò thứ hai, tất cả mọi người đều tỏ ra tuyệt vọng lê văn vân từ từ kéo xác của đem ra ngoài cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa anh nhìn qua mạn tàu sau đó nở một nụ cười trên môi ngay sau đó tay còn lại của anh giơ lên và làm động tác hướng về người phía trên mạn tàu lê văn vân ở mạn thuyền phạm nhược tuyết không khỏi lộ ra nụ cười trên khuôn mặt lạnh như băng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống bong tàu lúc này lê văn vân không thể chống đỡ được nữa lảo đảo rồi ngã xuống đất đúng lúc này một bóng người lướt qua nhanh chóng đỡ lấy anh trầm giọng nói lão đại lão đại anh sao rồi lê văn vân nhìn thấy hoàng thi kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng đập sau đó anh đưa tay ra chạm vào mặt hoàng thi kỳ nói cuối cùng cũng đã trả thù cho đường đường rồi hoàng thi kỳ gật đầu lão đại anh cố lên hoàng thi kỳ vội nói tôi mệt quá lê văn vân nói xong chợt nhắm mắt lại bàn tay vừa chạm vào mặt của hoàng thi kỳ bất ngờ rơi xuống Cảnh tượng này khiến mọi người đều thoát tim. Sau khi kề cận cái chết mà sử dụng quỷ trảm, không ai có thể nói trước được liệu cơ thể của Lê Văn Vân có chịu đựng được hay không. Lê Văn Vân, một tiếng hét vang lên bên tai Lê Văn Vân, nhưng giọng nói đó càng ngày càng yếu. Mọi người ở khu thám hiểm thứ hai nhìn xác chết trên mặt đất, có người lặng đi, có người buồn bã. Đứng thứ ba trong thiên bảng, đem, đã chết. chương 927, tiếp thị qua điện thoại đây là một ngày chấn động đối với toàn bộ thế giới ngầm. Đem, người đứng thứ ba trong thiên bảng đã chết dưới tay của một người mới nổi như Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đã mất tích 3 năm, từ sau khi trở về cũng chưa từng xuất hiện công khai, nhân vật từng làm rung trời chuyển đất một thời nay đã quay trở về khiến toàn bộ thế giới ngầm phải sôi sùng sục. hơn nữa lần này còn chiến thắng người chiếm vị trí thứ ba trên thiên bảng. Vị trí thứ ba của thiên bảng đổi người rồi. Trước tiên Lê Văn Vân bị Theonado trục xuất và rời khỏi người gác đêm, sau đó Theonado vẫn kiên định với cách nghĩ của mình, hơn nữa còn xúi dục những người khác đối phó với Lê Văn Vân. Thứ hai, cái chết của đêm. Vị anh hùng thời kỳ đầu của người gác đêm, người đứng thứ ba trên thiên bảng đã bỏ mạng, chuyện này thật sự rất khó chấp nhận đối với rất nhiều người ngưỡng mộ ông ta. Và chuyện quan trọng nhất là ở dưới khu vực thăm dò thứ hai, người ta đã tìm thấy nhiều trang thiết bị và phương pháp kéo dài tuổi thọ của Hồng Nguyệt, vô số bộ xương cũng như một số thiên tài bị mất tích ở đó, chứng minh chuyện đem và Hồng Nguyệt hợp tác để tiêu diệt người gác đêm là sự thật. Chỉ trong một ngày, vô số tín ngưỡng đều sụp đổ. Một người trong sạch như Lê Văn Vân giống như bị người ta lấy hết công lao đem xuống lót đường vậy, chuyện anh rời khỏi người gác đêm chứng tỏ nội bộ của Liên Hợp Quân người gác đêm đã hoàn toàn mục nát. Chiến tranh đang đến gần, tác động của việc này đối với bản thân người gác đêm thật sự là quá lớn đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chắc nhất Minh chưa bao giờ dám ra tay với đem, nhưng Lê Văn Vân lại không băn khoăn nhiều như vậy tại thời điểm công bố những người đã bỏ phiếu phải chịu áp lực rất lớn cộng với nội bộ mục nát của Liên hợp quân nên toàn bộ người gác đêm gần như đã rơi vào tình trạng bất ổn tình hình phía trong của người gác đêm rất hỗn loạn đây chắc chắn là một cú sốc cực lớn trước khi chiến tranh bùng nổ hơn nữa thời gian của bọn họ còn rất ít mà sau khi chuyện này kết thúc không còn ai biết tin tức gì về Lê Văn Vân nữa. Thế giới ngầm đầy xáo trộn, nhưng cuộc sống ở những thành phố khác vẫn trôi qua như vậy. Ở Yên Kinh, trong Đại học Yên Kinh, tiến sĩ T vẫn sinh hoạt như thường lệ, sau giờ lên lớp thì dường như ông ta chỉ là một giáo sư đại học bình thường, không có một chút uy nghiêm nào. Lúc này đã đến giờ tan học, ông ta cầm một quyển sách đi dạo trong khuôn viên trường Đại học Yên Kinh, thỉnh thoảng sẽ có một số bạn học đến chào hỏi khuôn mặt của ông ta cũng lộ ra vẻ nhã nhận ôn hòa. Đi được một đoạn, bỗng nhiên điện thoại của ông ta vang lên. Alo, ông ta cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình một cái rồi hỏi ông là ai? Tiến sĩ T, có lẽ chúng ta chưa gặp mặt nhau gần 40-50 năm rồi nhỉ? Đầu bên kia vang lên một giọng nói, ông đoán xem tôi là ai? Tiếp thị qua điện thoại, tiến sĩ T bĩu môi trực tiếp cúp máy. Ngay sau đó điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, đầu bên kia lại vang lên giọng nói tôi, hot sis. Lần này giọng điệu của ông ta không còn tốt như trước nữa, cả lời nói, đã nhiều năm trôi qua thế mà ông vẫn thích giả bộ như vậy. Ồ, là ông à, tiến sĩ tê cong môi nói, không biết đám cụ già các ông còn sống bao nhiêu người đấy nhỉ. Thế nào, cuộc sống ở khu tội ác không được thoải mái sao, đáng tiếc không còn cách nào khác, ai bảo ông không dám xuất hiện chứ. Nhưng một khi ông xuất hiện, nhất định chắc nhất mình sẽ cho ông một đao ấy ấy chuyện này không quan trọng hotzis thản nhiên nói tôi có một chuyện muốn nhờ Hửm, tiến sĩ tê như cười như không nói ông nói đi muốn nhờ chuyện gì muốn nhờ ông giải quyết lê văn vân giúp tôi hotzis hờ hững nói ông có bất cứ yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý với ông ồ bất cứ yêu cầu nào ông cũng đồng ý với tôi tiến sĩ tê khá hứng thú hỏi ngược lại đương nhiên âm thanh của hotzis truyền đến lần nữa chương 928 kết thúc. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn làm người ngoài cuộc, làm nhân chứng chứ không phải người tham dự. Ông biết thừa tôi muốn gì mà, tiến sĩ Tê biểu môi nói, nói xong ông ta trực tiếp cúp điện thoại. Đứng thứ ba trên thiên bảng hà, ông ta vừa sờ cầm vừa mỉm cười, đáng tiếc, vẫn chưa đủ, chắc nhất mình chỉ có một đao và thời gian một tháng, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Mọi chuyện ở Yên Kinh vẫn diễn ra suôn sẻ như thường, ai ăn cơm cứ yên tâm ăn cơm, kẻ nên uống rượu vẫn thong thả uống rượu, bọn họ không hề biết gì về trận chiến chấn động thế giới sắp diễn ra của thế giới ngầm, những chuyện của thế giới ngầm dường như hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới phía bên trên. Chỉ có điều một số người sống trong thành phố đang rất sốc, đã ba ngày trôi qua kể từ trận chiến đầu tiên của địa điểm thăm dò thứ hai, hai chiếc du thuyền vẫn đang chậm chậm tiến về phía trước trong vùng biển xa xôi. Trên bong của du thuyền cỡ nhỏ, có một nhóm lớn người đang ngồi phía trên, tất nhiên có một người nằm, bọn họ đón gió và ngắm nhìn cảnh biển. Đại ca, rốt cuộc thì cơ thể của anh đã xảy ra chuyện gì vậy, mụ nội nó tiến hóa đấy à? Sau khi sử dụng tần tử cuồng dũng lại khôi phục với tốc độ nhanh như vậy, tôi còn tưởng anh sẽ hôn mê lần nữa chứ. Cố bạch nhìn Lê Văn Vân đầy nghi ngờ, sau đó nói. Đúng vậy, Lê Văn Vân tỉnh dậy vào ngày thứ ba sau cuộc chiến, dưới sự chữa trị của Phạm Nhược Tuyết, anh cũng đang dần dần hồi phục, lần này Lê Văn Vân không bị thương quá nặng, phần lớn đều là hậu quả sau khi sử dụng tần tử cuồng dũng. Nhưng lần này sau khi sử dụng tần tử cuồng dũng, Lê Văn Vân lại không cảm nhận được quá nhiều thay đổi, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh giống như sử dụng chân khí ngày thường vậy. Thế nên mục đích lần này của bọn họ chính là Lâm Hải. Số người chết trong trận chiến này rất nhiều, có gần 2.500 người người bước ra từ khu tội ác của bọn họ nhưng hiện tại chỉ còn lại khoảng 1.600 người, trận chiến này đã thiệt hại 900, toàn bộ những người này đều bị chôn vùi trong địa điểm thăm dò thứ hai. Không còn cách nào khác, đây chính là hiện thực. Ở khu tội ác thì đây là một chuyện hết sức bình thường, thời gian đau buồn ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, mọi người cũng sẽ điều chỉnh lại. Tiếp theo anh định thế nào? Bỗng nhiên Phạm Nhược Tuyết lên tiếng, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, sau khi trở về Lâm Hải chúng ta sẽ làm gì? Ngoài ra anh định sắp xếp cho những người đến từ khu tội ác này như thế nào? lê văn vân nằm trên ghế anh lắc đầu nói anh sẽ sắp xếp cho bọn họ vào một vài xí nghiệp của chúng ta làm việc sẽ đặt ra nội quy nếu vi phạm thì đừng mong được tha ừ phạm nhược tuyết gật đầu nói chuyện này không thành vấn đề phạm nhược tuyết nói tới đây chợt ngẩng đầu lên nhìn lê văn vân rồi nói tiếp chuyện ông cụ nhắc nhở anh đã suy nghĩ thế nào rồi nghe phạm nhược tuyết nói vậy nhất thời lê văn vân có chút trầm mặc lúc anh tỉnh lại phạm nhược tuyết đã truyền đạt lại lời của trác nhất minh cho anh sau khi tôi chết nhất định phải để lê văn vân thay tôi tiếp quản người gác đêm nguyên văn lời của trác nhất minh là như vậy mọi người thấy thế nào mọi người có muốn tôi trở về đó không lê văn vân đột ngột trả lời tôi không biết hoàng thi kỳ thản nhiên nói nếu lần này bọn họ không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không về nữa lê văn vân mỉm cười gật đầu nói đúng vậy nếu không có câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải trở về thế nào đây? Rất nhiều người của Liên hợp quân đã bỏ phiếu tống cổ tôi ra khỏi người gác đêm, bây giờ tôi cần gì phải trở về chỗ đó nữa chứ? Đã sống nhiều năm như vậy, tạm ổn định cuộc sống trong 3 năm, làm con rể trong 3 năm, sau khi khôi phục trí nhớ thì mọi chuyện vẫn lần lượt kéo tới. Nói xong, anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết, thở dài một hơi rồi nói tiếp, đáng tiếc, bác sĩ Phạm em lại một mực không muốn thu nhận anh cho nên lần này về anh định nhờ bố mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt sau đó kết hôn để có người nối dõi cho ông lê sau đó nữa sẽ sống một cuộc đời bình yên vẫn còn một tháng nữa lý thu nói ông cụ nói khoảng một tháng nữa bọn họ sẽ tới đây vậy cứ tận hưởng cuộc sống bình yên trong một tháng này đi lê văn vân bĩu môi nói ý của tôi không phải thế lý thu ho khan một tiếng nói ý của tôi là chỉ vỏn vẹn một tháng anh khó có thể để lại người nối dõi được trừ khi anh tìm được một người đã mang thai 8 9 tháng đồng ý để anh làm bố đứa bé. Lê Văn Vân. Tất cả mọi người đều đều cười phá lên, sau khi yên tĩnh lại mọi người liền nhìn phía Lê Văn Vân, bọn họ đang chờ Lê Văn Vân nói xem nên làm gì trong một tháng này. Chúng ta về Lâm Hải trước rồi tính tiếp." Lê Văn Vân cười nói. Nói tới đây, dường như anh nghĩ tới gì đó, bèn nhìn Doãn Nhu rồi nói, "À đúng rồi Doãn Nhu Lúc còn ở khu tội ác bà đã nói với tôi bà đến đó là vì báo thù, bây giờ chuyện của đem đã được giải quyết, vậy bà có thể nói cho tôi biết kẻ thù của bà là ai không? Chương 929, kẻ thù của Doãn Nhu. Nghe Lê Văn Vân chuyển đến chủ đề này, mọi người đều hướng sự chú ý về phía Doãn Nhu. Doãn Nhu sờ sờ mũi, sau đó bà ta nhìn về phía vợ chồng Lại Tuấn rồi nói, anh lại làm phiền một nhà các anh tránh mặt một chút. Đầu tiên hai vợ chồng lại tuấn sững sờ một lúc sau đó vội vàng gật đầu. Đối với Doãn Nhu, gia đình bọn họ vẫn có chút e sợ nên hai vợ chồng gật đầu rồi nhanh chóng bế lại dĩnh đi vào trong khoang thuyền, sau đó Doãn Nhu lại hướng tầm mắt về phía hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Hai người bĩu môi một cái nhưng không dám phản bác, ngoan ngoãn trở về khoang thuyền, lúc này trên bong chỉ còn lại các thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân. Về phần An Nhiên, ngày thường cô ta không ở lại tầng 5. Vì thế nếu tính luôn cả Trần Tiêu và Doãn Nhu thì bây giờ tất cả thành viên của tiểu đội tổng cộng có 8 người. Biên chế dự kiến của Lê Văn Vân là 12 người, 4 người còn lại đã giao cho đám người Khương Vĩ sắp xếp. Tất nhiên, bây giờ họ không còn là người gác đêm, cũng không thể hoạt động dưới danh nghĩa người gác đêm nữa. Sau khi những người khác đi khỏi, Doãn Nhu mới thở phào nhẹ nhóm, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói, ở trong nước có một dòng họ gọi là họ đồng, cậu có biết không? Họ đồng, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày hỏi ngược lại, trong khu vực đó, quy mô của dòng họ này lớn lắm hả? Lúc tôi rời khỏi đó thì nó đã khá lớn rồi, nghe giọng điệu của cậu hình như chưa từng nghe nói qua thì phải. Doãn Nhu nói, dòng họ này phát triển ở Du Châu, vào thời điểm 40 năm trước, công việc kinh doanh của bọn họ rất tốt, về sau chuyển đến Yên Kinh, cho đến khi tôi đi vào khu tội ác thì đã hoàn toàn mất hết tin tức của bọn họ. Lê Văn Vân nhìn về phía đám người phạm nhược Tuyết hỏi, các cậu có biết không? Chưa từng nghe qua, Cố Bạch bĩu môi nói, có phải dòng họ này đã suy tàn rồi không? Người ta thường nói không ai giàu ba họ mà, nói không chừng dòng họ này đã sụp đổ mấy chục năm rồi đấy. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, kiểu dòng họ đã bước lên vị thế đỉnh cao từ 10 năm trước thế này rất khó sụp đổ chỉ trong 40 năm ngắn ngủi. Chuyện này cũng rất khó nói, lỡ bọn họ dính phải vận đen thì sao? Gặp chuyện xui xẻo mà vẫn tiếp tục làm ăn há chẳng phải toi rồi à? Cố Bạch trề môi nói, chuyện này rất khó xảy ra lúc tôi đi thì người đứng đầu dòng họ đồng đã đạt đến vị trí siêu cấp hơn nữa ông ta còn là loại có sức ảnh hưởng trong số những người siêu cấp ngoài kia có thể sánh ngang với đem không lý thu hỏi chắc chắn không bằng đem doãn nhu nói nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều một dòng họ đang đạt tới đỉnh cao không thể biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lê văn vân nhíu chặt mày ít nhiều gì bọn họ cũng từng tiếp xúc với những dòng họ lớn trong nước đó thậm chí cho dù chưa từng tiếp xúc nhưng chắc hẳn phải có trong hồ sơ của người gác đêm ví dụ như có một người không biết thì không sao nhưng nếu cả sáu người người gác đêm bọn họ đều ngẩn người không biết thì chắc chắn có vấn đề hiện tại ngay cả nhà họ doãn của doãn nhu đã không còn nhưng trong hồ sơ vẫn còn được lưu lại nghe những gì mà đám người lê văn vân nói khuôn mặt của doãn nhu cũng hiện lên chút xoắn suýt hận thù chính là nguyên nhân chủ yếu để bà ta tiến bộ và rời khỏi khu tội ác nhưng bây giờ nghe đám người Lê Văn Vân nói nhà họ đồng dường như đã biến mất, chuyện này giống như một cú đấm vào bông khiến trong lòng bà ta có chút khó chịu. Như vậy đi, Lê Văn Vân nói, sau khi trở về Lâm Hải, chờ bọn tôi giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ đi Du Châu với bà một chuyến, đúng lúc tôi có một vài người bạn ở Du Châu, đến lúc đó tôi sẽ nhờ bọn họ giúp bà thử xem có tra ra chút tin tức gì không. Được, Doãn Nhu gật đầu. Phạm Nhược Tuyết nhìn nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày nói đã đến lúc kiểm tra cơ thể lê văn vân bật cười sau đó dưới sự giúp đỡ của phạm nhược tuyết anh đành đứng dậy trở về phòng về đến phòng anh cởi quần áo rất tự nhiên bởi vì phạm nhược tuyết đã nhìn thấy cơ thể của anh rất nhiều lần rồi thậm chí lê văn vân cho rằng phạm nhược tuyết còn biết cả số đo và cân nặng của mình luôn phạm nhược tuyết nhíu mày vừa kiểm tra vừa hỏi có thấy khó chịu trong người không còn chân khí thì sao chân khí anh cảm thấy đã hồi phục được bảy tám phần rồi cũng không có khoảng thời gian chờ hồi phục như lúc sử dụng tần tử cuồng dũng lần trước vừa khi tỉnh dậy đã thấy cảm nhận được chân khí trong cơ thể hồi phục rồi lê văn vân lắc đầu nói về phần cơ thể ngoài chỗ bị thương có hơi đau cơ thể cũng hơi yếu ra thì không còn bất kỳ vấn đề nào khác phạm nhược tuyết nghe xong lời này thì hơi ngơ người lộ ra vẻ mặt hơi khó hiểu tần tử cuồng dũng không gây ra tác dụng phụ gì với anh sao anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lê Văn Vân mờ mịt nói, sao vậy? Chẳng lẽ sẽ để lại di chứng gì à? Dựa theo tình huống hiện tại thì có lẽ không có. Chẳng lẽ sau khi anh hấp thụ xương rồng từ lần trước, cộng với việc sử dụng tần tử cuồng dũng quá nhiều lần nên cơ thể của anh đã trở nên miễn dịch, khiến tần tử cuồng dũng không sinh ra tác dụng phụ với anh sao? Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân vừa sờ cầm vừa nói. Mặc dù biết Phạm Nhược Tuyết không có ý gì khác nhưng bị người ta xăm soi khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, anh vô thức che người anh em của mình lại sau đó ho khan một tiếng mới nói, làm gì đó. Em nhìn anh như vậy làm anh rất áp lực đó. Ha ha, em nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Phạm Nhược Tuyết cười khẩy một tiếng, tiếp đó ném một cái khăn lông cho Lê Văn Vân, đợi Lê Văn Vân che chắn xong, đôi mắt anh của mới lộ ra vẻ hưng phấn nói, thế chẳng phải anh có thể tùy ý sử dụng tần tử cuồng dũng rồi hay sao? Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân rồi nói: "Lê Văn Vân, em phải nhắc nhở anh một chút, đừng tùy tiện sử dụng tần tử cuồng dũng, loại chiêu thức này vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, một khi sử dụng sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho anh đấy." Lần này có lẽ chưa xảy ra vấn đề, nhưng không ai có thể nói trước được chuyện gì, cơ chế miễn dịch mà em vừa nói đến cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi. Cô vừa nhìn Lê Văn Vân vừa nói: "Anh đừng quên, một khi anh chết em sẽ thế nào." "Hả?" sắc mặt lê văn vân chợt thay đổi dường như phạm nhược tuyết cũng nhận ra lời nói của mình có chút kỳ lạ nên nhanh chóng nói thêm sau lưng của anh có rất nhiều người một khi anh chết thì thi kỳ thu thu bọn họ sẽ thế nào đây bọn em cũng không thể rời khỏi người gác đêm mà không có anh anh có hiểu không hơn nữa đến lúc thật sự xảy ra chiến tranh anh còn phải bảo vệ người nhà của mình nữa mà lê văn vân nghe cô nói vậy lập tức mỉm cười chuyện này cũng không có gì quá to tát nhưng như anh đã nói thời gian một tháng thật sự quá ngắn nói xong anh bèn thở phào một hơi sau khi trở về lâm hải chờ sắp xếp ổn thỏa cho những người này anh sẽ đi với doãn nhu đến du châu một chuyến có một số việc anh cần làm trong tháng này đầu tiên là phải tìm được xương cho thi kỳ thứ hai là phải cố gắng tìm được càng nhiều xương rồng càng tốt cuối cùng là tìm cách để cho nhóm các em cùng đạt đến siêu cấp phạm nhược tuyết và những người khác đều ở đỉnh cấp hơn nữa Phạm Nhược Tuyết còn đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng của người gác đêm nên cũng coi như thuộc hàng ngũ cao cấp, và hiện tại cũng đang là người có cấp cao nhất trong đám người kia, chỉ có điều cần phải vượt qua con đường khó khăn để bước vào siêu cấp mà thôi. Ừm, Phạm Nhược Tuyết nói, hy vọng quy mô lần này không quá lớn, còn về phần xương rồng anh có suy tính gì chưa? Không phải anh có hợp tác với nhan tam của sòng bạc ngầm ở Yên Kinh à? Ở Yên Kinh vẫn còn vài khối xương nên anh sẽ đến đó tìm thử xem sao, anh cảm thấy nếu anh hấp thụ thêm một ít xương nữa thì anh có thể theo kịp ông cụ rồi lê văn vân nói phạm nhược tuyết nghe vậy liền lắc đầu anh nghỉ ngơi một lát đi em ra ngoài trước trên bong gió thổi rất lớn nên anh đừng đi lên hiện tại cơ thể của anh vẫn còn rất yếu đừng để bị bệnh lê văn vân gật đầu lúc phạm nhược tuyết đã đi khỏi rồi anh bèn lấy điện thoại ra mấy ngày tiếp theo cuộc sống của bọn họ vẫn trải qua khá yên bình Cơ thể của Lê Văn Vân hồi phục với tốc độ rất nhanh, vào ngày thứ ba sau khi tỉnh lại anh đã có thể hoạt động tự do, những vết thương trên người gần như đã hồi phục được 7-8 phần. Đến ngày thứ tư, Phạm Nhược Tuyết giúp anh cắt chỉ. Vào mà buổi tối ngày thứ tư, hai chiếc du thuyền đã cập bến Lâm Hải. Sau 7 ngày lênh đênh trên mặt biển, cuối cùng bọn họ cũng từ Europa trở về Lâm Hải. Trong màn đêm Lâm Hải vào lúc dạng sáng 2 giờ, cảnh đêm vô cùng đẹp, Lê Văn Vân đứng ở trên bong thuyền ngắm nhìn mọi thứ ở Lâm Hải, khóe môi của anh cũng theo đó hiện lên một nụ cười. Cuối cùng cũng sống sót trở về rồi. Lê Văn Vân vừa sờ mũi vừa lẩm bẩm. Chương 930, Bùi Ninh Tùng mất tích. Ban đêm ở bến tàu hết sức yên tĩnh, thậm chí trong toàn bộ bến không hề có một bóng người. Trước khi thuyền cập bến, Lê Văn Vân đã liên hệ với Tần Quốc Thành, dẫu sao bây giờ anh đang đưa hơn 1.600 người theo, phần lớn những người này đều là người ở thế giới ngầm. Một lượng lớn người đột ngột xuất hiện ở Lâm Hải, mà những người này đều đã ở khu tội ác quá lâu, hơn nữa trong tay rất nhiều người đang cầm theo vũ khí, đến lúc đó e rằng sẽ xảy ra một vụ náo động cực lớn. Vì thế Lê Văn Vân mới thông qua tần quốc thành thông báo cho phía chính phủ đến sơ tán tất cả bọn họ rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Chuyện này đối với người gác đêm mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó, sau khi neo đậu hai chiếc du thuyền xong, Lê Văn Vân và Đao Ba đồng thời bước xuống trước. Tiếp đó Lê Văn Vân cử Lý Thu và Cố Bạch chọn một nơi thoáng đáng để giúp đỡ. Lúc này Đao Ba đang dặn dò những người ở trên du thuyền lớn. Đến bên kia tập họp, nhớ kỹ đừng tìm cách chạy trốn. Một khi chạy trốn, người gác đêm sẽ bắt mọi người trở về. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là bị đầy trở về khu tội ác, mà có thể bị tống vào mục giam của người gác đêm ngay lập tức đấy. Tôi nghĩ chắc mọi người đã biết đó là nơi thế nào rồi, cho nên trong lòng mọi người đừng nên tồn tại tâm lý gặp may, phía chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Đào ba nói, đúng vậy, trong số những người có mặt ở đây nhất định sẽ có người ôm suy nghĩ muốn bỏ trốn, bởi vì có một số người là bị đẩy đến khu tội ác, rất có thể trong thế giới bình thường bọn họ vẫn còn người thân, bạn bè và một số ân oán của riêng mình. Mọi người lần lượt đi xuống và di chuyển đến chỗ đậu một chiếc xe buýt cực lớn. Toàn bộ 1.600 người này sẽ được đưa đến trụ sở tạm thời của người gác đêm, vì những người bên trong trụ sở người gác đêm ở Lâm Hải đều đã dọn ra ngoài, nên nơi này không còn một bóng người. Lúc này sức khỏe của Lê Văn Vân rất tốt, anh đã xuống thuyền và đang đứng đợi ở bên kia. Cho dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn cảm ơn Lý Kim Minh một tiếng, sau khoảng thời gian vượt hơn nửa vòng trái đất, cuối cùng bọn họ đã trở về Lâm Hải, hành trình cũng không hề dễ dàng gì. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, phía trước trên bong thuyền vang lên giọng nói đầy gấp gáp của An Nhiên. Lê Văn Vân, không thấy Bùi Ninh Tùng đâu cả. Hửm, sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Trước đây vì để kéo dài thời gian, Bùi Ninh Tùng đã nói sẽ sẵn sàng giúp Lê Văn Vân mở khóa hộp sắt bí mật. Lê Văn Vân cho ông ta hai ngày và dự định sau khi hộp sắt kia được mở ra, anh sẽ chấm dứt với Bùi Ninh Tùng. Tuy nhiên sau đó anh đã hôn mê suốt ba ngày, khi tỉnh lại đi tìm Bùi Ninh Tùng thì ông ta nói cần thêm một ít thời gian, nói cái hộp sắt của Lê Văn Vân phức tạp hơn hộp thông thường rất nhiều. Hơn nữa, Quả thật lúc đó Lê Văn Vân đã trông thấy cái hộp sắt kia bị tháo ra một chút, có một số góc nhọn được bung ra giống như cây thánh giá vậy. Lê Văn Vân thực sự rất tò mò về bí mật của chiếc hộp sắt này, cho rằng Bùi Ninh Tùng không thể nào trốn thoát khỏi du thuyền nên đã đồng ý với ông ta thêm lần nữa. Ngày nào anh cũng đến gặp ông ta một chút và phát hiện mỗi ngày chiếc hộp kia đều được mở ra thêm một chút, đương nhiên Lê Văn Vân cũng đã nói trước với ông ta, nếu đến lúc cập bến Lâm Hải mà ông ta không giải ra thì Lê Văn Vân sẽ giết chết ông ta đổi lại nếu bùi nghinh tùng giải được thì lê văn vân sẽ giúp ông ta hoàn thành một tâm nguyện bùi nghinh tùng đồng ý nhưng sau khi đến đây lại biến mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sắc mặt lê văn vân trầm xuống trực tiếp nhảy khỏi bong thuyền không biết nữa mỗi ngày ông ta đều bị nhốt trong căn phòng đó hơn nữa người của chúng ta vẫn luôn đứng canh ngoài cửa thời điểm thuyền vừa cập bến chúng tôi mới đến mở cửa phòng và phát hiện không có ai ở trong phòng nữa An Nhiên nói đến đây, trên mặt bèn lộ ra biểu cảm hơi khó tin nói, ông ta, ông ta giống như bốc hơi không còn thấy tung tích vậy. Lúc này Doãn Nhu và những người khác cũng chạy tới, Lê Văn Vân bước vào phòng kiểm tra một lượt, quả nhiên phát hiện cả căn phòng đều rất ngăn nắp, kể cả chăn bông cũng được gấp lại gọn gàng. Căn phòng cũng tương đối kín gió, chỉ có một lỗ thông hơi và không có dấu vết của tác động từ bên ngoài. "Tìm." Lê Văn Vân nói. Rất nhiều người bắt đầu lên thuyền tìm kiếm mọi ngóc ngách điều tra tất cả nhân viên làm việc trên thuyền nhưng ngay cả một cọng lông bọn họ cũng không tìm thấy trong phòng bùi nghinh tùng lê văn vân ngồi đó gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn ngay sau đó lý thu đã bước tới và thông báo đại ca không một bóng người dường như không có bất kỳ ai biết ông ta rời khỏi đây bằng cách nào cả đây là thứ gì đột nhiên cố bạch đang lục lọi ở trên giường phát hiện một mảnh giấy được nhét dưới khe hở của một cái ly anh ta bèn đưa cho lê văn vân xem Lê Văn Vân nhìn thấy trên giấy có viết mấy dòng chữ, kiểu chữ rất đẹp, vừa nhìn qua sẽ liên tưởng đến bút tích của một bậc thầy thư pháp. Lê Văn Vân, cậu đừng phí sức tìm nữa, người đã bị tôi đưa đi rồi. Bây giờ chưa phải lúc để giết chết bùi ninh tùng, còn về phần bí mật của chiếc hộp sắt kia, sau khi mở khóa xong tôi sẽ cho người đến thông báo cho cậu hay. Chuyện khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là phần ký tên trên giấy có viết ba chữ tiến sĩ T. Đúng vậy, Chữ ký này khiến khóe miệng Lê Văn Vân khẽ co giật, những truyền thuyết về người này bắt đầu hiện ra trong lòng anh. Anh nhớ đến lão bịp từng nói tiến sĩ Tê vẫn chưa chết, thế mà người này lại có thể âm thầm đưa bùi nghinh tùng đi trước sự chứng kiến của rất nhiều người, giống như có ma thuật vậy. Đệt, Lê Văn Vân đập tờ giấy xuống bàn. Rõ ràng người này là một nhà khoa học biên, nếu là ông ta thì rất có thể làm ra mấy chuyện này. Ví dụ đồng phục chiến đấu hiện tại của người gác đêm cũng do ông ta chế tạo, kể cả vũ khí của người gác đêm, công nghệ tổng hợp và công nghệ giã luyện đều nhờ ông ta dày công nghiên cứu. Tiến sĩ T, Lý Thu vừa thấy tờ giấy đã nhíu chặt mày. Hừ, Lê Văn Vân dừng một chút mới thở dài một hơi nói, rốt cuộc thì ông già này muốn làm gì vậy? Bùi nghinh tùng chưa đến lúc chết lại là cái quái gì nữa? Anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đừng lo nghĩ nữa, nếu ông già này thật sự ra tay thì nói không chừng chắc nhất mình cũng rất đau đầu đấy, trước tiên cứ giải quyết chuyện sắp xếp chỗ cho những người đến từ khu tội ác đã đừng để cho bọn họ phải chờ quá lâu lý thu gật đầu nói vậy cũng được chúng ta xuống thôi rời khỏi cảng lê văn vân nhanh chóng nhìn thấy tần quốc thành và lôi bân đứng đợi ở cảng tần quốc thành đấm vào ngực lê văn vân một quyền rồi mới nói mụ nội cậu cuối cùng nhóc con cậu cũng sống sót quay về rồi người đứng thứ ba trên thiên bảng như đem mà cậu cũng dám làm liều tôi cũng phục cậu luôn lê văn vân cười nói chuyện này đối với tôi mà nói cũng bình thường thôi xảy ra như cơm bữa ấy mà cậu cứ ở đó mà tự đắc tần quốc thành nói không nên lời những người cậu dẫn theo đều đã lên xe rồi định chừng nào đi để lại cho tôi một chiếc xe ông và bác sĩ phạm dẫn bọn họ đến đó trước đi lê văn vân nói lát nữa tôi sẽ lái xe qua sau tôi phải dặn dò ở bên này thêm lát nữa tần quốc thành gật đầu nói vậy tôi sẽ ở lại đi cùng cậu sẵn đây tôi muốn nói cho cậu biết một vài chuyện, trong khoảng một tuần trở lại đây tình hình của người gác đêm cực kỳ hỗn loạn, Liên Hợp Quân cũng bị xóa bỏ rồi. Hả, Lê Văn Vân ngạc nhiên. Thời gian này bọn họ luôn ở trên biển nên không hề hay biết những hệ quả của trận chiến ấy có ảnh hưởng như thế nào. Liên Hợp Quân bị xóa bỏ, người gác đêm tự chiến đấu một mình à. Lát nữa lên xe tôi sẽ nói chi tiết hơn cho cậu nghe, nhất thời không thể nói rõ được. Tần Quốc Thành nói. Lê Văn Vân gật đầu, cuối cùng đám người Lý Thu và Hoàng Thi Kỳ cũng đi đến, chợt vang lên tiếng động cơ từ phía xa, hẳn là Phạm Nhược Tuyết và Đao Ba đang dẫn theo đám người của khu tội ác chạy thẳng về phía căn cứ của người gác đêm. Lê Văn Vân vẫn đang đứng chờ trên bong, chốc lát sau Lý Kim Minh và những người khác cũng đi đến. Tất cả các vật liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi, nó ở ngay bên cạnh, anh thể yêu cầu nhân viên trên thuyền đến chuyển đi. Lê Văn Vân cười nói, Lý Kim Minh nhanh chóng gật đầu, anh ta phất phất tay một nhóm đông các nhân viên trên thuyền bắt đầu đi xuống để xách đồ vậy lát nữa chúng tôi sẽ lên đường trở về khu tội ác ngay trong đêm lý kim minh cười nói cảm ơn anh đã chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian qua lê văn vân khẽ mỉm cười nói lẽ ra tôi phải dẫn anh xuống đây chơi một thời gian nhưng nếu anh vội trở về thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài ra phiền anh nhắn lại với hotjis giúp tôi một câu ngài nói đi lý kim minh vội nói Lê Văn Vân híp mắt một cái mới nói, nói với ông ta, tôi không quan tâm ông ta nghĩ như thế nào, nếu sau này ông ta dám làm chuyện gì khác thường hoặc dám một bước ra khỏi khu tội ác một bước, tôi chắc chắn sẽ tìm được và làm thịt ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 931, những thay đổi của người gác đêm Lý Kim Minh nghe Lê Văn Vân nói vậy liền ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu nói, được, nhất định tôi sẽ giúp ngài chuyển lời. Lê Văn Vân gật đầu, cái tên Hotzis này có gì đó rất không bình thường, ông ta rất mạnh, mạnh đến mức cho tới tận bây giờ Lê Văn Vân vẫn chưa biết được danh giới cuối cùng của ông ta là gì. Ông ta có một mạng lưới tình báo vô cùng kinh khủng, không chỉ ở khu tội ác mà ngay cả bên ngoài cũng có, và ông ta là người duy nhất có thể bắt được liên lạc với người ở bên ngoài. Ông ta vô cùng bí ẩn, một nhân vật cao cấp như vậy lại đồng ý chờ ở một nơi như khu tội ác, chuyện này khiến Lê Văn Vân cảm thấy rất khó hiểu ngoài ra việc biến mất một cách bí ẩn của người dân khu tội ác cũng là một vấn đề mặc dù lúc đó ông ta có nói mình sẽ đào tạo một số người để bản thân điều động nhưng sau khi suy nghĩ lê văn vân lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn tuy nhiên bởi vì không có ý định ở lại thành phố này quá lâu nên trong lúc cuống cuồng rời khỏi anh mới không tra cứu vấn đề này tiếp nói tóm lại người tên hotsis này có gì đó không đúng lắm Ngoài ra đứa cháu trai này lúc trước đã từng đe dọa nói nếu Lê Văn Vân không đánh thắng anh ta thì ông ta sẽ không có phép Lê Văn Vân rời khỏi khu tội ác, vì thế bây giờ Lê Văn Vân có đe dọa ngược lại ông ta một chút cũng là chuyện bình thường. Khoảng 10 phút sau, Lê Văn Vân nhìn hai chiếc du thuyền thả neo rời cảng. Con mẹ nó, đứa cháu trai này có chút không bình thường. Tần Quốc Thành vừa nhìn về chiếc du thuyền vừa nói, anh đang nói Lý Kim Minh à, Lê Văn Vân hỏi. Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy anh ta có gì đó khá bất thường. Tần Quốc Thành nói, lý do, Lê Văn Vân hỏi lại lần nữa. Trực giác thôi, Tần Quốc Thành đáp, Lê Văn Vân. Đi thôi, lên xe trước, bọn họ đi theo một hướng khác, tiếp đó Tần Quốc Thành gọi điện thoại thông báo cho người bên phía chính phủ rằng bến cảng có thể hoạt động trở lại. Sau đó cả nhóm lên xe nổ máy rời đi, trên đường đi, Lê Văn Vân hỏi, tại sao phía người gác đêm rớt đài lại tạo ra hỗn loạn như vậy? chuyện xóa bỏ Liên Hợp Quân, có hơi thái quá rồi, nếu để mỗi người tự chiến đấu thì khi chiến tranh nổ ra chẳng phải sẽ xong đời à. Còn tình hình ở phía Bắc thì sao? Cậu đừng lo, Tân Quốc Thành nói, chuyện lần này đã phản ánh đầy đủ một số vấn đề trong nội bộ của Liên Hợp Quân. Theonado đã đi tù, tôi đoán có lẽ ông ta sẽ bị kết án tử hình. Đây là chuyện bình thường, ông cụ này đã trở thành đồng phạm của đêm. Trong mấy chục năm qua đêm đã làm hại không biết bao nhiêu thiên tài của người gác đêm, mà những thiên tài này đều là hạt giống cấp cao, thậm chí có thể trong số đó sẽ xuất hiện một nhân vật siêu cấp. Vai trò của mỗi một cá nhân siêu cấp trong mỗi trận chiến tranh sau này đều cực kỳ quan trọng. Theonado bị kết án tử hình là hình phạt đơn giản nhất rồi. Nếu người ra tay là Lê Văn Vân thì chắc chắn ông ta sẽ không được chết một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Mặc dù quân đội liên minh đã tan rã, nhưng những bộ phận khác của người gác đêm đã thành lập một tổ chức mới từ những người gác đêm của các bộ phận khác nhau gọi là hiệp hội liên minh người gác đêm. Tần Quốc Thành nói, dưới sự trao đổi giữa các bên, Đỗ Tắc Thành đã trở thành hội trưởng của hiệp hội này do tất cả các bên đều thống nhất bầu chọn, đương nhiên ở giữa vẫn còn rất nhiều vấn đề và quy tắc chưa được đặt ra. Gần đây hai ông cụ Trác Nhất Minh và Vương Hồng cực kỳ bận rộn, dường như ngày nào cũng phải tiến hành họp qua điện thoại. Hơn nữa trong phe phái của người gác đêm đã có rất nhiều người nộp đơn xin nghỉ hưu, bọn họ cảm thấy tín ngưỡng của mình đã bị hủy hoại. Suýt chút nữa thì một anh hùng đã bị vùi dập, còn người trước đây từng là anh hùng lại phản bội bọn họ, tín ngưỡng một thời của bọn họ đã bị đả kích nên rất nhiều người đã chọn cách về hưu. Tần Quốc thành thở dài nói, ông ta vừa lái xe vừa nhìn Lê Văn Vân ngồi trên ghế lái nói, hơn nữa, rất nhiều người đang ở chỗ chúng ta. Bên hoa hệ thế nào? Lê Văn Vân nhướng mày nói, không đến nổi chứ. Sao có thể chứ? Mụ nội nó, cậu đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Mấy năm qua cậu và tiểu đội 11.762 của cậu đã gây được tiếng vang rất lớn, rất nhiều thế hệ mới bị các cậu ảnh hưởng. Nếu so sánh với cái danh bất khả chiến bại của Trác Nhất Minh thì cũng không khác gì, chẳng qua chỉ thiếu một cái một cái danh hiệu mà thôi. Đã rất lâu ông ta không rút kiếm ra cho nên sức ảnh hưởng của ông ta trong thế hệ trẻ có thể còn không bằng cậu, từ khi cậu xảy ra chuyện, suýt chút nữa ông đây cũng rời khỏi đó rồi. Tần Quốc Thành nói một cách hùng hồ, Lê Văn Vân bật cười, sờ sờ mũi, không đến mức vậy đâu. Còn Lữ Dương thì sao? Thời gian trước anh ta nói anh ta phải đến khu tội ác để đột phá lên siêu cấp, lúc cậu bị đuổi thì anh ta đã chạy qua chỗ Europa, sau đó bị đem đánh cho một trận, đến khi anh ta trở về lại nghe nói công lao của cậu bị đem đi lót đường, anh ta lập tức làm ẩm ý muốn giải ngũ nhưng bị mấy ông cụ bà cụ đánh tiếp nên có lẽ bây giờ đang rất bi thảm. Tần Quốc Thành nói, nghe vậy, Lê Văn Vân chỉ cảm thấy không nói nên lời. Thật ra giữa anh và Lữ Dương không có qua lại gì, Lữ Dương là thiên tài, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã trở thành người gác đêm số 0. Nhưng trong lúc Lữ Dương nổi lên thì Lê Văn Vân lại bị mất trí nhớ vì tai nạn trong nhiệm vụ 3 năm trước, 3 năm Lữ Dương bước lên đỉnh cao cũng là lúc Lê Văn Vân đang ở chịu cực chịu khổ chuyển gạch ở công trường để nuôi hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng. Tần Quốc Thành nói, vậy, cậu nghĩ thế nào, rốt cuộc có định trở về hay không? Hiện tại có trở về cũng là đường đường chính chính trở về ông cụ muốn giao người gác đêm cho cậu, hơn nữa bây giờ cậu đã chiếm được vị trí thứ ba trên thiên bảng nên chắc chắn có đủ thực lực để đứng đầu người gác đêm rồi. Tôi, Lê Văn Vân lắc đầu nói, thôi đi, tôi muốn sống một cuộc sống thanh nhàn thêm một thời gian nữa. Cậu vẫn còn giận hả? Tần Quốc Thành nhíu mày nói, không nhất thiết phải như vậy đâu người anh em. Lần đó ông cụ không cố gắng bảo vệ cậu cũng là vì ông cụ có nỗi khổ tâm riêng. Lê Văn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Trong lúc đám người Lê Văn Vân lái xe rời đi thì ở chỗ khác có một người đàn ông với đôi mắt vàng đang ngồi trong chiếc xe màu đen đậu ở cảng. Bùi Nginh Tùng đang ngồi trên ghế phó lái với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ đã đi, ông cũng có thể an toàn rời khỏi đây rồi. Tiến sĩ Tê khẽ mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới khắp người Bùi Nghinh Tùng một lượt mới lắc đầu nói, có lẽ ông là người đứng đầu vô dụng và hèn nhát nhất trong lịch sử của Hồng Nguyệt. Bùi Nghinh Tùng lúng túng không nói nên lời. Đúng vậy, thậm chí ông ta còn chưa đạt tới siêu cấp mà là nhờ vào một số thủ đoạn đặc biệt mới có thể chạm tới siêu cấp trong vòng nửa giờ ông có thể đi rồi tiến sĩ tê lặp lại lần nữa bùi nghinh tùng ngơ ngác hỏi tôi phải đi đâu đi đâu là chuyện của ông nhớ giữ mạng mình cho tốt tuy ông là người đứng đầu vô dụng và hèn nhát nhất nhưng không thể phủ nhận rằng ôm là thủ lĩnh phù hợp nhất với vị trí đứng đầu của hồng nguyệt tiến sĩ tê cười híp mắt nói tôi đang chờ bọn họ đến đây Bùi Nghênh Tùng cười khổ một tiếng, nhưng chuyện tốt là nhờ có vậy nên ông ta vẫn còn sống. Ông ta mở cửa xe vừa định bước xuống. "Để vật trong tay ông lại đi." Tiến sĩ Tê lên tiếng. Bùi Nghênh Tùng nhìn thoáng qua chiếc hộp trên tay, vội nói "Chiếc hộp này vẫn chưa mở xong. Món đồ này cũng không có ích lợi gì với tôi, tôi có thể bẻ khóa thay cậu ta." Tiến sĩ Tê khẽ mỉm cười, Bùi Nghênh Tùng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đặt đồ trong tay xuống. Sau đó kiên định bước ra khỏi xe đi vào màn đêm. Tiến sĩ Tê nghịch chiếc hộp trong tay, nhìn theo bóng lưng của Bùi Ninh Tùng, vừa sờ cầm vừa nói, giữa đường chém giết lại xuất hiện một tên nhóc thiên tài, đúng là càng ngày càng mong đợi rồi. Chương 932, hình như tôi đã trở thành siêu cấp rồi, tất nhiên Lê Văn Vân không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù lần này Bùi Ninh Tùng trốn thoát có hơi đáng tiếc, nhưng đem vướng víu nhất đã được giải quyết. Còn Bùi Nghinh Tùng thì không vướng víu như vậy. Chỉ cần ông ta ở bên ngoài, người gác đêm sẽ dễ dàng tìm thấy ông ta. Nếu ông ta lại lẻn vào khu tội ác, dựa vào địa vị quái gở của Minh Sùng ở khu tội ác, cũng không khó để tìm thấy ông ta. Bây giờ Lê Văn Vân đang ngồi trên xe, đi tới căn cứ của người gác đêm. Trên một chiếc xe buýt khác, ánh mắt của đám người bước ra từ khu tội ác đều hưng phấn, bọn họ ngắm nhìn thành phố lớn này với những tòa cao ốc, cứ như là nhà quê mới lên thành phố vẻ mặt tràn đầy tò mò. Mặc dù khu tội ác cũng là một thành phố khá hiện đại, nhưng nếu so với bên ngoài thì tòa cao ốc và mấy thứ khác đều thấp hơn rất nhiều. Tất nhiên, một đám người bỗng xuất hiện ở đây như vậy thì thân phận của bọn họ cũng là một rắc rối rất lớn. Mọi chuyện đều phải nhờ vào Tần Quốc Thành giải quyết giúp bọn họ. Dựa vào thân phận của Tần Quốc Thành trong người gác đêm thì đi làm chứng minh thư cho đám người này cũng khá đơn giản. Trên xe, Lê Văn Vân giữ im lặng, không đáp lại Tần Quốc Thành tần quốc thành thở dài nói bây giờ vì chuyện của cậu và đem mà nội bộ người gác đêm đã hơi hỗn loạn tất nhiên muốn ổn định hầu hết các nơi trước khi chiến tranh sắp sửa bắt đầu là điều hơi khó nếu chiến tranh nổ ra chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để những người bình thường này không hề hay biết việc này cần nội bộ người gác đêm phải đoàn kết với nhau mới được nếu cậu quay về người gác đêm thì đó sẽ là một liều thuốc trợ tim đối với đa số mọi người chuyện này để sau hãng nói đi Bây giờ đừng nói mấy chuyện không vui này nữa." Lê Văn Vân xua tay nói, "Gần đây Lâm Hải vẫn bình yên chứ? Nơi này vẫn rất bình yên, không xuất hiện mấy chuyện tạp nham." Tần Quốc Thành đáp, đồng thời, trong lòng ông ta khẽ thở dài. Tất nhiên ông ta hiểu bây giờ Lê Văn Vân đang nghĩ gì, dù sao cũng mới trải qua chuyện như vậy, nếu đổi thành ông ta, có lẽ ông ta còn đối đầu với người gác đêm. "Đúng rồi, còn một chuyện nữa mà tôi quên nói với cậu." Tần Quốc Thành nói, giản hưng, cũng được dẫn về người gác đêm rồi. Nói đến đây, ông ta thở dài nói, nhưng cậu ta lại mất tích rồi. Lê Văn Vân nhướng mày nói, mất tích hư, anh ta có thể biến mất trong nội bộ người gác đêm, rõ ràng là do lão già chắc nhất mình kia đã thả đi. Ông ta điên rồi sao? Ông ta đã ban bố lệnh, số không mọi thế hệ đang làm nhiệm vụ ẩn giấu đều phải truy bắt hoặc giết giản hưng, tôi tốn nhiều công sức mới bắt được anh ta, vậy mà ông ta lại thả đi mất rõ ràng giản hưng đã quay về bằng cách khác lão già đó không nói rõ nhưng trong lòng tôi cũng đoán như thế tần quốc thành nói lê văn vân ngày càng không hiểu rốt cuộc trác nhất minh đang nghĩ gì anh đã gác lại nhiệm vụ dường như người gác đêm số không mọi thế hệ đều đang mắc một cây gai trong cổ họng bây giờ không dễ gì lê văn vân mới nhổ được cây gai vậy mà giản hưng lại mất tích sớm biết thế thì tôi đã chém chết tên này ở khu tội ác rồi lê văn vân bĩu môi nói anh không nghĩ chuyện này là do tiến sĩ T làm. Dù tiến sĩ T có biến thái, mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám tiến vào nội bộ người gác đêm để cứu người, do đó chỉ có một khả năng, đó chính là chắc nhất mình đã thả người ra. Nếu ông ta làm như vậy, một là ông ta động lòng chắc ẩn, dù gì giản hưng cũng do ông ta tự tay nuôi dưỡng. Hai là ông ta có suy nghĩ riêng của mình. Tần Quốc Thành nói, tôi chẳng thèm quản nữa, dù gì tôi cũng không còn là người gác đêm nữa. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Tần Quốc Thành ngượng cười, xe tiếp tục tiến về phía trước. Hơn 2 tiếng sau, bọn họ đã đến căn cứ của người gác đêm. Mấy người ra khỏi khu tội ác đều đã đi vào bên trong. Về phần sắp xếp sau này của bọn họ thì phải mất một khoảng thời gian để đi làm mới được. Trong mấy người này, có lẽ có không ít người đã có chút tiền bạc hoặc sản nghiệp ở bên ngoài. Đối với những người đã có, Lê Văn Vân định thả bọn họ quay về ngay. Còn những ai chưa có thì anh sẽ sắp xếp cho bọn họ vào làm việc trong công ty còn chỗ ở cũng phải từ từ thu xếp, cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên, đến lúc đó cần tập kết, bọn họ cũng phải tập kết nhanh chóng. Trong tương lai, thế lực của 1.600 người này sẽ rất có ích cho Lê Văn Vân. Còn việc vật vãnh sắp xếp mấy người này thì cứ để cho mấy người Phạm Nhược Tuyết, Tần Quốc Thành và Lôi Bân. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chính của anh là giúp Doãn Nhu báo thù, ngoài ra còn phải dốc toàn lực tìm kiếm xương rồng, đây chính là nhiệm vụ cấp bách của anh sau khi đi tới căn cứ lê văn vân nhìn thấy vài người quen đám người lý tiểu u đều xuất hiện trong căn cứ của người gác đêm lúc này trời đã khuya rồi nhưng hầu hết mọi người đều chưa muốn đi ngủ một số người đang gieo hò khi bọn họ đổ bộ thành công ở lâm hải giành lấy cuộc sống mới ở khu tội ác bọn họ đã quá rồn nén nên bây giờ bọn họ đều có một cảm giác hưng phấn khó tả cũng may căn cứ của người gác đêm nằm trong rừng sâu núi thẳm không quấy dày dân chúng bằng không một đám người hô hào đứng đây như vậy, e rằng sẽ bị vô số người khiếu nại. Sau khi nhìn thấy Lý Tiểu U, Lê Văn Vân cũng không nhịn được xoa đầu cô ấy nói, chật chật, em cũng khá đấy. Lý Tiểu U ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phạm Nhược Tuyết, bĩu môi nói, em đã lớn như vậy rồi, anh đừng xoa đầu em nữa. Cô Bạch nhảy tới nói, đúng đó, Tiểu U đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Tiểu U, em có muốn cân nhắc đến anh không? Anh cũng đẹp trai, bây giờ lại đánh nhau rất giỏi anh ta nói được một nửa thì phát hiện nhiều người đều nhìn qua đây ánh mắt lạnh lùng đó khiến cố bạch không khỏi dùng mình tôi nói đùa thôi mà mọi người đừng nghiêm túc như vậy anh ta ho khan nói sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi lê văn vân nói một đêm yên tĩnh sáng sớm hôm sau lý thu lái xe chở lê văn vân và doãn nhu ra sân bay chứng minh thư của doãn nhu đã được làm xong lúc này bà ta đang ngồi ở ghế sau ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa xe không nói câu nào lê văn vân còn tưởng bà ta đang lo lắng không tìm được kẻ thù nên cười nói bà đừng quá lo lắng tôi có quen ông trùm ở du châu chắc chắn ông ta sẽ biết chút chuyện từng xảy ra ở du châu đến lúc đó bà hãy hỏi ông ta thử xem chắc chắn có thể biết được rất nhiều tin tức nếu thật sự không được tôi sẽ nhờ vào quan hệ người gác đêm để đi kiểm tra hồ sơ một gia tộc như vậy không thể nào không xuất hiện trong hồ sơ của người gác đêm. Doãn Nhu ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nói, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, nên muốn ngắm nhìn thêm một lúc thôi. Lê Văn Vân cạn lời. Đúng lúc này, Doãn Nhu bỗng cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân hỏi, lần này hai chúng ta đi qua đó, chắc phải ở khách sạn đúng không? Chúng ta thuê một phòng hay hai phòng vậy? Câu hỏi này hơi mở ám, nhưng lê văn vân lại vội vàng đáp tất nhiên là hai phòng rồi dì doãn à dì đừng suy nghĩ lung tung rất nguy hiểm đó doãn nhu trừng mắt nhìn lê văn vân nói nếu cậu còn gọi tôi như vậy một lần nữa tôi sẽ xé nát miệng của cậu vâng dì doãn lê văn vân và lý thu cùng đồng thanh doãn nhu rất tức giận nhưng khóe miệng lại mỉm cười bà ta thật sự có cảm giác gia đình khi ở bên cạnh mấy người lê văn vân sau khi đến sân bay Lý Thu cười nói, đi sớm về sớm. Lần này bọn họ không đi cùng nhau, bởi vì dựa vào lời nói của Doãn Nhu, gia chủ nhà họ đồng không bằng đem, trong khi Lê Văn Vân đã giết được đem, nên đối phó với một người như vậy sẽ không có vấn đề gì to tát. Lê Văn Vân và Doãn Nhu đi vào khu kiểm tra an ninh. Cùng lúc đó, trong căn cứ của người gác đêm, Trần Tiêu mặc một bộ đồ đứng ở đó, thẫn thờ nhìn ngọn núi trước mặt. Cố Bạch bước tới, vỗ vai Trần Tiêu nói, anh Tiêu, anh làm gì ở đây vậy? Anh cảm thấy không khí ở đây còn ngọt ngào hơn ở khu tội ác đúng không? Trần Tiêu lắc đầu, quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói, hình như tôi trở thành siêu cấp rồi. Chương 933, nguy cơ của Lưu Vân Phong, hình như tôi đã trở thành siêu cấp rồi. Trần Tiêu nói, "Hả?" Cố Bạch Mơ màng nhìn Trần Tiêu. "Tôi nói, tôi là siêu cấp rồi." Trần Tiêu lặp lại lần nữa. Lần này, giọng điệu của anh ta đã kiên định hơn rất nhiều nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh trần tiêu rất kiệm lời cho dù đã rời khỏi khu tội ác cũng không nói gì nhiều lúc ở trên thuyền cũng vậy lúc đám người lê văn vân cười nói vui vẻ cùng lắm anh ta sẽ cầm một chai rượu trốn ở một nơi tự uống rượu giải sầu anh ta luôn muốn báo thù sau khi đem chết dường như tâm trạng của anh ta cũng không thay đổi gì nhiều ngày nào anh ta cũng uống rượu trên bong tàu chứ không giao lưu với ai không ngờ hôm nay anh ta bỗng đứng đây nói mình đã đạt tới siêu cấp rồi Điều này đã khiến Cố Bạch hơi cạn lời, anh ta nhìn Trần Tiêu, nuốt nước miếng hỏi, anh nói thật hay giả vậy? Thật sự quá yên tĩnh rồi, Trần Tiêu đột phá lên siêu cấp, nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Trước đây ở khu tội ác, khi Lê Văn Vân đột phá lên siêu cấp, đã gây ra động tĩnh khá lớn, còn Trần Tiêu lại hoàn toàn yên lặng, hơn nữa lúc nói ra cũng rất đột ngột. Trần Tiêu gật đầu nói, "Ừm, sau trận chiến với đêm thì tôi đã có cảm giác này, nhưng mấy ngày đó tôi đều uống say, nên không để tâm cho lắm." Hôm nay tỉnh lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn, nên tôi gần như đã chắc chắn. Cố Bạch đã không còn gì để nói. Đây chính là siêu cấp. Giữa đỉnh cấp và siêu cấp có một rãnh trời, người bình thường rất khó để nhảy qua nó. Ví dụ như Lâm Thiếu Hoa từng là thủ lĩnh ám ảnh, đứng thứ hai trong bảng sát thủ thế giới ngầm, dù đã dốc hết sức lực cũng không thể nào nhảy qua rãnh trời này. Đây chính là thiên phú trời cho. Lê Văn Vân cũng ở đỉnh cấp tầm 2 năm, còn Hoàng Thi Kỳ thì càng lâu hơn. Cố Bạch cũng ở cấp bậc này được 5-6 năm rồi, nhưng ngay cả rãnh trời siêu cấp, anh ta cũng chưa từng chạm qua. Bây giờ, Trần Tiêu thành viên mới nhất gia nhập vào tiểu đội, đã đạt đến cấp bậc này rồi. Điều này đã khiến anh ta hơi nghẹn học. Trong hai thành viên mới nhất gia nhập vào tiểu đội, Doãn Nhu vốn đã là một siêu cấp, bây giờ Trần Tiêu cũng đạt đến cấp bậc này. Cộng thêm Hoàng Thi Kỳ và Lê Văn Vân thì tiểu đội 11.762 đã có 4 siêu cấp rồi. Trên thế giới này, số lượng siêu cấp cực kỳ ít, dựa vào suy đoán của bọn họ, cùng lắm chỉ có 20 người. Nhưng bây giờ, tiểu đội 11.762 đã có 4 người rồi. Tôi đau lòng quá, cố bạch lẩm bẩm. Sau đó dường như anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó, nên cười hì hì nói, anh Tiêu, để chúc mừng anh đạt tới siêu cấp, tôi sẽ dẫn anh đi dạo Lâm Hải một vòng, để mở mang kiến thức về phong thổ của Lâm Hải, ở đây có nhiều em gái xinh đẹp lắm đấy. Tôi không có hứng thú trần tiêu lắc đầu nói tôi chỉ muốn uống rượu nhưng ở đây đã hết rượu rồi cố bạch bất giác hai tiếng đã trôi qua ở sân bay du châu người ra vào tấp nập một thanh niên đang đứng ở đó tay đang giơ một tấm bảng trên đó viết hai hàng chữ anh lê văn vân bà doãn nhu quả nhiên anh ta tới để đón lê văn vân trước khi lê văn vân đến đây đã liên lạc với lưu vân phong có lẽ lưu vân phong phải đến công ty không thể đích thân đến đón anh được nên mới cử người này tới. Sau khi Lê Văn Vân ra khỏi sân bay, Doãn Nhu đi bên cạnh anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều đấng mày dâu. Doãn Nhu để mái tóc dài đến eo, mặc váy ngắn, đeo kính dâm, cộng thêm vóc dáng nóng bỏng, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của đông đảo nam giới. Này, nếu để bọn họ biết bà đã năm 60 tuổi, có lẽ trái tim của bọn họ sẽ tan vỡ mất. Lê Văn Vân nhìn thấy mấy ánh mắt đó thì gượng cười nói. Doãn Nhu cạn lời, bĩu môi nói, cậu không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ cũng chú ý đến cậu à. Trong đôi mắt của bọn họ hiện lên một cảm xúc, đó chính là hoa nhài cắm bãi phân châu. Lê Văn Vân mỉm cười, anh nhìn xung quanh, tìm thấy một thanh niên để đầu đinh, mặc vest mang giày da đang dơ tấm bảng, có lẽ là nhân viên trong công ty của Lưu Vân Phong. Lê Văn Vân liền dẫn Doãn Nhu đi tới, mỉm cười hỏi, Lưu Vân Phong đã bảo cậu đến đón chúng tôi đúng không? Người kia vội đáp, đúng vậy, hai người là anh Lê và bà Doãn đúng không? Mời đi bên này. Anh ta còn nói rất nhiều, vội vàng nói tiếp, tôi tên là Hoàng Trí, hiện đang làm trợ lý của ông Lưu trong công ty của ông ấy. Lê Văn Vân gật đầu nói, bây giờ cậu dẫn chúng tôi đi tìm ông ấy hay sao? Ừm, Chủ tịch Lưu vốn định đích thân tới đón hai người, nhưng hình như công ty đang gặp phải mấy chuyện cấp bách nên không thể đi được, mong anh có thể thông cảm. Hoàng Trí vội nói, Lê Văn Vân cười đáp, không sao đâu, công ty của các cậu đang gặp phải chuyện gấp bách gì vậy? À, công ty chúng tôi đang gặp phải rắc rối lớn, nguồn vốn của công ty đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, rất khó giải quyết. Hoàng Chí nói đến đây thì thở dài, bây giờ nhân viên trong công ty đang hoảng loạn, nhưng chúng tôi tin vào năng lực của Chủ tịch Lưu, chắc chắn ông ấy có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Công ty đang gặp rắc rối về mặt nguồn vốn ư, Lê Văn Vân sửng sốt. Hoàng Chí gật đầu nói, đúng vậy, một hạng mục đầu tư trọng điểm của Chủ tịch Lưu đã xảy ra vấn đề rất lớn, bây giờ chuỗi nguồn vốn đang bị thiếu hụt. Rất khó giải quyết, Lê Văn Vân xoa cầm, gật đầu nói, tôi biết rồi, chỉ cần cậu có thể đón tôi là được, tôi cũng chỉ tới đây để nhờ ông ấy giúp đỡ. Hoàng Chí gật đầu nói, Chủ tịch Lưu nói anh không trách ông ấy là được. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi tới bãi đậu xe, sau khi lên xe, bọn họ liền đi đến công ty của Lưu Vân Phong công ty của lưu vân phong tọa lạc ở khu phồn hoa nhất thành phố du châu sở hữu một tòa nhà văn phòng riêng biệt đây là tổng công ty của bọn họ còn chi nhánh công ty thì giải rác khắp cả nước tầm một tiếng sau bọn họ đã đến nơi vừa bước xuống xe lê văn vân liền nhìn về phía cửa nhất thời hơi ngạc nhiên lưu ngữ khanh đang đứng trước cửa bên cạnh còn có một thanh niên với vẻ mặt bất cần đời hơi giống với đám người hoàng gia gia nếu không có gì bất ngờ thì người này là một cậu ấm con nhà giàu Rõ ràng bọn họ không chú ý đến hai người Lê Văn Vân và Doãn Nhu mà đang nói chuyện gì đó. Lưu Ngữ Khanh, bây giờ cô vẫn muốn dở tính khí tiểu thư của cô trước mặt tôi à? Hình như, bây giờ chỉ có công ty của bố tôi mới có thể cứu được công ty của bố cô, hơn nữa công ty của bố cô hoàn toàn không thể bỏ ra 89 tỷ tiền thâm hụt được. Thanh niên đó nói, cô phải hiểu rõ tình hình, bây giờ là bố của cô bàn chuyện này với bố của tôi, chỉ cần một câu nói của tôi, có lẽ sẽ khiến bố của tôi từ bỏ anh muốn giúp như thế nào sắc mặt lưu ngữ khanh cực kỳ khó coi chật chật trên gương mặt điển trai của lâm mậu tuấn lóe lên vẻ nham hiểm nói vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết bố con cô cứ đợi mà phá sản đi chắc chắn tôi sẽ không cho bố của tôi đầu tư vào công ty của nhà cô trừ phi nói đến đây anh ta liếm môi nói trừ phi cô làm bạn gái của tôi có lẽ tôi sẽ cân nhắc chắc chắn bố mẹ của tôi rất hài lòng về cô nếu cô trở thành con dâu nhà chúng tôi Vậy thì hai nhà sẽ biến thành một, công ty nhà cô vẫn tiếp tục hoạt động, sau này chúng ta cũng có thể kế thừa. Cô nói thử xem có đúng không nào." Dứt lời, anh ta khẽ cười nói tiếp, "Còn bố của cô, trước giờ luôn coi thường tôi, nên tôi hy vọng lát nữa cô sẽ chủ động đứng ra nói rõ với bố của cô rằng, cô là bạn gái của tôi, đến lúc đó bố của tôi chứng kiến cảnh tượng này, tất nhiên sẽ đồng ý thôi, đúng không nào?" Sắc mặt của Lưu Ngữ Khanh cực kỳ khó coi, gật đầu ngay lập tức người tốt sẽ không bao giờ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn đúng lúc này giọng nói của lê văn vân bỗng vang lên bên tai bọn họ lưu ngữ khanh nhìn qua bên này lâm mậu tuấn hiện lên vẻ mặt khó coi hỏi anh là ai chuyện này liên quan gì đến anh lê văn vân lưu ngữ khanh ngạc nhiên hỏi sao anh lại tới đây tôi tới để nhờ bố cô giúp đỡ lê văn vân cười đáp bố của cô đang ở trong công ty đúng không đúng vậy bây giờ tôi đang định đi tìm ông ấy đây Lưu Ngữ Khanh vội nói, giúp đỡ ư, Lâm Mậu Tuấn bĩu môi nói, bây giờ bố vợ Lưu Vân Phong của tôi thân mình còn chưa lo xong, e rằng không thể giúp được gì cho anh rồi. chương 934, một cú điện thoại là có thể quyết định. Lê Văn Vân liếc nhìn Lâm Mậu Tuấn, hờ hững nói, tôi đâu có nhờ cậu giúp đỡ, cậu đứng đây ăn nói một cách quái gở làm gì. Lâm Mậu Tuấn cười chế giễu, cũng không nổi giận mà nhìn Lưu Ngữ Khanh nói, Ngữ Khanh, sau này cô sẽ là bạn gái của tôi, Mặc dù tôi không muốn xen vào các mối quan hệ của cô, nhưng hạng người vớ vẩn như này thì tốt nhất nên bớt tiếp xúc lại. Có lẽ ngoài việc nhờ nhà cô giúp đỡ ra thì không còn tác dụng gì khác, vì thế sau này đừng qua lại với anh ta. Lưu ngữ khanh sửng sốt, vẻ mặt hơi không cam tâm, nhưng cô ta đã nhờ Lâm Mậu Tuấn giúp đỡ, nên chỉ có thể cắn chặt môi, đứng ở đó không nói gì. Lê Văn Vân cũng không so đo với Lâm Mậu Tuấn, mà khẽ cười, nhìn Hoàng Chí nói cậu cứ đi làm việc trước đi tôi sẽ nhờ lưu ngữ khanh dẫn tôi đi gặp chủ tịch lưu là được hoàng trí sửng sốt một lúc mới gật đầu cô hãy dẫn tôi đi gặp bố của cô đi lê văn vân nói lưu ngữ khanh gật đầu nói được vậy anh đi theo tôi có lẽ bố của tôi vẫn đang họp lê văn vân gật đầu lâm mậu tuấn hử lạnh theo sau lưu ngữ khanh bước vào thang máy trong thang máy anh ta vẫn mang dáng vẻ bất gần đời nhìn lê văn vân từ trên xuống dưới chẳng hề kiêng dè lê văn vân bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức hơi cạn lời rồi anh ta sờ cằm của mình tinh đúng lúc này thang máy đã đến nơi bên này lưu ngữ khanh khẽ cười với lê văn vân mọi người đi về phía phòng hội nghị bọn họ vừa đi tới cửa phòng hội nghị lê văn vân phát hiện cửa phòng hội nghị bỗng mở ra rất nhiều người mặt mày ủ rột bước ra khỏi phòng cũng có người đang than thở rõ ràng mấy người này là quản lý cấp cao của công ty Lưu Ngữ Khanh liên tục chào hỏi bọn họ, đợi đám người đó rời đi. Bây giờ Lê Văn Vân mới nhìn thấy Lưu Vân Phong và một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước ra. Lưu Vân Phong nhíu chặt mày, còn người đàn ông trung niên kia thì khẽ mỉm cười. Lúc Lưu Vân Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Lê Văn Vân thì cố gắng nở nụ cười nói, Lê Văn Vân, cậu tới rồi à? Cậu hãy tới văn phòng của tôi trước đi, thế là đám người đi về phía văn phòng của ông ta. Văn phòng của Lưu Vân Phong rất rộng, bên trong có rất nhiều sách. Sau khi ngồi xuống văn phòng, Lưu Vân Phong nói, Lê Văn Vân, hai người đợi một lát nhé, tôi nói chuyện với Chủ tịch Lâm trước đã. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Doãn Nhu. Đột nhiên, vẻ mặt của ông ta hơi sửng sốt, như thể ông ta đã nhận ra Doãn Nhu, trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực. Không chỉ có ông ta, mà ngay cả Chủ tịch Lâm cũng hiện lên vẻ ngờ vực. Nhưng bọn họ cũng không để tâm cho lắm, Lê Văn Vân liền ngồi xuống ghế sofa, là thế này, Lâm Mậu Tuấn nói, chú Lưu, lúc nãy Ngữ Khanh đã đồng ý với cháu rằng, bằng lòng làm bạn gái của cháu, vì thế bọn cháu cố ý đến đây để thông báo cho chú biết. Cháu nghĩ, khi nào chú có thể cho bọn cháu đính hôn, như vậy, đến lúc đó bố của cháu hợp tác với chú sẽ càng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Lưu Vân Phong cau mày, bỗng nhìn về phía Lưu Ngữ Khanh. Bố của Lưu Vân Phong đang ngồi bên cạnh khẽ cười nói, còn có chuyện tốt như vậy ư? Vậy mà trước đây bố lại không biết, nhưng chủ tịch Lưu à, nếu chuyện này là thật thì điều kiện khai trừ của tôi lúc trước không cần phải hà khắc như vậy. Coi như tôi đầu tư 5 tỷ, lấy 30% cổ phần của công ty ông. Lưu Vân Phong nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Bằng, ông đúng là đã sinh ra một đứa con ngoan. Giá trị thị trường của công ty tôi là hơn 50 tỷ, vậy mà bây giờ ông chỉ đầu tư 5 tỷ đã muốn lấy 30% cổ phần, liệu chuyện này trước khác giờ khác. Lâm Bằng cười híp mắt nói, lúc nãy tôi đã đề xuất 35% cổ phần, nhưng nể tình tương lai chúng ta có thể sẽ trở thành thông gia, nên tôi mới đồng ý như vậy. Bây giờ 5 tỷ là không đủ. Lưu Vân Phong lắc đầu, sau đó nhìn Lưu Ngữ Khanh nói, Ngữ Khanh, bố biết con không thích Lâm Mậu Tuấn, nên con không cần phải làm như vậy vì công ty, cùng lắm thì phá sản thôi. Mấy món đồ trong tay bố đủ để quãng đường còn lại của chúng ta trải qua cuộc sống rất tốt rồi. Lâm Bằng khẽ cười nói, thật không? Dù gì tôi cũng chỉ bỏ ra 5 tỷ, nếu ông đồng ý thì bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng. Tất nhiên, bây giờ hợp đồng phải có thêm một điều khoản, đó là gả con gái của ông cho con trai tôi mới được. Bố, con tình nguyện gả đi. Đúng lúc này, Lưu Ngữ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Quyền quyết định đang nằm trong tay ông đấy. Lâm Bằng cười híp mắt nói, sắc mặt Lưu Vân Phong cực kỳ u ám. Đúng lúc này, Lê Văn Vân bỗng lên tiếng hỏi, "Chủ tịch Lưu bây giờ ông cần bao nhiêu vốn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Không ai ngờ Lê Văn Vân lại đột ngột hỏi ra câu này. Lâm Mậu Tuấn quay đầu lại liếc nhìn Lê Văn Vân, khinh thường nói, anh hỏi thì có ích lợi gì, nếu nói ra con số này, anh không sợ hù chết mình à. Lưu Vân Phong cũng gượng cười. Ông ta biết Lê Văn Vân là người gác đêm, nhưng lại không biết rốt cuộc Lê Văn Vân có bao nhiêu tài sản, nên gượng cười nói, phải gần 10 tỷ mới có thể vượt qua, chủ yếu là do chuỗi nguồn vốn bị đứt đoạn, Bên ngân hàng cũng anh đã nghe thấy chưa? 10 tỷ đấy, anh có biết đây là khái niệm gì không? Lâm Mậu Tuấn khinh thường nhìn Lê Văn Vân. Nếu chuỗi nguồn vốn này được lấp đầy thì ông sẽ có cơ hội trở mình khi rơi vào bước đường cùng à? Lê Văn Vân lại hỏi, "Không phải chứ, anh là ai vậy, chuyện này liên quan gì đến anh?" Lâm Mậu Tuấn nhìn Lê Văn Vân, hơi mất kiên nhẫn hỏi, "Cậu đứng đây la hét cái gì?" Lê Văn Vân ngước mắt lên, hơi mất kiên nhẫn liếc nhìn anh ta nói. Nếu không có bố của cậu thì cậu chỉ là một tên vô dụng, cậu cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mới uy hiếp được Lưu Ngữ Khanh mà thôi. Nếu đổi thành lúc bình thường, Lưu Ngữ Khanh sẽ khịt mũi khinh thường cậu đúng không? Cậu cho rằng cô ấy thật sự thích một tên rác rưởi như cậu hay sao? Chủ tịch Lưu, hình như người anh em này của ông hơi không hiểu chuyện thì phải." Lâm Bằng nghe đến đây thì giọng điệu hơi không vui nói. Nhưng trong lòng Lưu Vân Phong lại hơi dao động ông ta cảm thấy Lê Văn Vân sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi mấy chuyện này, nên đã phớt lờ hai bố con Lâm Bằng, mà gật đầu nói, nếu tôi có thể nhận được nguồn vốn này, chắc chắn trong vòng 2-3 năm nữa, tôi sẽ làm tốt hạng mục này, đến lúc đó lợi nhuận sẽ rất khả quan. Chú Lưu, cháu sợ chú đang thử mọi cách trong lúc tuyệt vọng rồi đó. Chú cảm thấy người đàn ông trước mặt chú có thể bỏ ra bao nhiêu tiền với phong cách ăn mặc như vậy? Lâm Mậu Tuấn khinh thường hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, Vậy tôi sẽ tin tưởng ông một lần." Dứt lời, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia, Lôi Bân đã nghe máy hỏi: "Alo, có chuyện gì thế?" "Ông biết chủ tịch Lưu Vân Phong ở Du Châu chứ?" Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. "Tôi biết, sao thế?" Lôi Bân nói, hình như gần đây ông ta đang gặp rắc rối lớn. "Đúng vậy, bây giờ ông ấy đang cần 10 tỷ tiền vốn, nên ông có thể huy động được thì cứ bỏ ra." nếu không đủ thì tới ngân hàng tân hải báo thẳng tên của tôi là được lê văn vân nói chắc là được lôi bân gật đầu đáp vậy được bây giờ tôi đang ở bên cạnh chủ tịch lưu nên ông cứ bàn thẳng với ông ấy chứ tôi không hiểu gì mấy về mấy phương diện này tiền vốn chuyển như thế nào thì ông hãy tự trao đổi với ông ấy suốt lời anh liền đưa điện thoại cho lưu vân phong nói lôi bân tập đoàn hãn vũ nghe thấy cái tên này trên mặt lưu vân phong bỗng hiện lên vẻ hưng phấn hai bố con nhà họ Lâm ngồi bên cạnh sửng sốt, Lâm Mậu Tuấn nhìn Lê Văn Vân nói, anh cứ khoác lác đi. Cho dù anh quen biết chủ tịch lôi, cũng không thể nào sai bảo ông ta huy động nguồn vốn hơn 10 tỷ chỉ trong một câu được. Lê Văn Vân liếc nhìn anh ta, lãnh nhạt nói, sao lại không được, tập đoàn Hãn Vũ thuộc quyền sở hữu của tôi, cho dù tôi phá nát tập đoàn Hãn Vũ cũng không thành vấn đề. chương 935, nhà họ đồng biến mất. Tập đoàn Hãn Vũ thuộc quyền sở hữu của tôi, cho dù tôi phá nát nó cũng không liên quan gì đến cậu. Lê Văn Vân liếc nhìn hai bố con Lâm Mậu Tuấn đang ngồi bên cạnh, hờ hững nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai bố con Lâm Mậu Tuấn đều nhất thời thay đổi. Ở Du Châu, bọn họ là nhà giàu top đầu, nhưng nếu đặt trong cả nước, so sánh với mấy doanh nghiệp thực thụ kia thì khoảng cách không chỉ là một chút. Thậm chí trước khi Lưu Vân Phong xảy ra chuyện, giá trị bản thân của Lưu Vân Phong còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Làm sao, làm sao có thể, làm sao ông chủ đứng sau tập đoàn hãn vũ lại có thể là anh cơ chứ lâm mậu tuấn không dám tin nói cậu có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi lê văn vân thờ ơ nhún vai nói bên cạnh lưu vân phong đang nghe điện thoại ông ta đi tới một nơi khá yên tĩnh kết thúc cuộc gọi ông ta hưng phấn chạy tới dứt khoát nắm lấy tay lê văn vân nói lê văn vân chúng tôi bàn bạc xong rồi ngày kia tôi sẽ đến thẳng lâm hải để ký hợp đồng với chủ tịch lôi lần này thật sự phải cảm ơn cậu lê văn vân cười nói không có gì vừa nói anh nhìn hai bố con lâm mậu tuấn nói làm phiền ông mời hai người này ra ngoài trước tôi có mấy chuyện muốn hỏi ông lưu vân phong ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hai bố con lâm mậu tuấn và lâm bằng lạnh nhạt nói lâm bằng bây giờ tôi đã nhận được tiền đầu tư rồi có lẽ sẽ khôi phục trở lại nên không làm phiền ông nữa mời hai bố con ông về cho lâm bằng và lâm mậu tuấn đều trở nên lúng túng Lâm Mậu Tuấn nhìn Lưu Ngữ Khanh ở bên cạnh. Lưu Ngữ Khanh lạnh mặt nói, thỏa thuận giữa chúng ta cũng hết hiệu lực rồi. Hai bố con Lâm Mậu Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lê Văn Vân, nhưng lại không dám phát cáu. Lê Văn Vân chỉ nói một câu đã có thể sai khiến tập đoàn Hãn Vũ đầu tư 10 tỷ vào bên này, rõ ràng Lê Văn Vân không hề nói dối. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng boss thần bí đứng sau tập đoàn Hãn Vũ lại là một thanh niên trẻ trung như vậy. À đúng rồi, đúng lúc này lưu vân phong lạnh nhạt nói lâm bằng tôi đã nhớ kỹ chuyện ông lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn rồi hẹn gặp mặt ông trên thương trường sắc mặt của lâm bằng khẽ thay đổi quả thật ở cùng mảnh đất nhỏ du châu lần này ông ta đã lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn bây giờ lưu vân phong đã khôi phục trở lại nhất định sẽ trả đũa ông ta nghĩ đến đây sắc mặt của ông ta không khỏi thay đổi hai bên vốn đã có khoảng cách về quy mô bây giờ lưu vân phong còn nhận được khoản đầu tư lớn từ tập đoàn hãn vũ e rằng tương lai ở vùng đất này ông ta sẽ không còn sống tốt như bây giờ nữa lâm bằng há miệng định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của lưu vân phong trong lòng đành phải cười khổ bước ra ngoài sau khi ông ta rời đi lưu vân phong mới thở phào nhẹ nhõm nhìn lê văn vân nói lê văn vân cảm ơn cậu không có gì cái đó suốt lời anh lặng lẽ nhìn lưu ngữ khanh bây giờ lưu ngữ khanh đang quan sát lê văn vân phát hiện chàng thanh niên này rất kỳ lạ nhìn thấy ánh mắt của lê văn vân đang nhìn qua đây gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi đỏ lên lưu vân phong ho khan nói ngữ khanh con cũng quay về văn phòng trước đi bố và lê văn vân phải bàn chút chuyện chính lưu ngữ khanh lẩm bẩm có chuyện gì mà con không thể nghe chứ con muốn nói chuyện lén lút thật cạn lời mặc dù ngoài miệng cô ta nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng đợi sau khi cô ta rời đi lưu vân phong mới lên tiếng hỏi không biết hai người tới tìm tôi với mục đích gì. Lê Văn Vân chưa kịp trả lời, Doãn Nhu đã tháo kính dâm của mình xuống, nhìn Lưu Vân Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, Chủ tịch Lưu, ông còn nhận ra tôi chứ? Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn bà ta, rõ ràng từ lời nói của Doãn Nhu, hình như có quen biết Lưu Vân Phong. Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ, dựa vào lời nói của Doãn Nhu, gần 40 năm trước, ở Du Châu, nhà họ Doãn cũng là gia tộc hàng đầu, mà độ tuổi của hai người cũng xem xem nhau, cả hai đều là nhà giàu hàng đầu, nên việc quen biết nhau cũng là chuyện khá bình thường. Bà là, Lưu Vân Phong quan sát Doãn Nhu, vẻ mặt nghi hoặc nói, tôi đã không còn nhớ ra. Doãn Nhu khẽ cười đáp, Doãn Nhu. Lần này, sắc mặt của Lưu Vân Phong đã hoàn toàn thay đổi, ông ta ngạc nhiên nhìn Doãn Nhu hỏi, bà là bà Doãn ư? Doãn Nhu gật đầu đáp, đúng vậy. Chuyện này, sao có thể, trông bà vẫn còn quá trẻ. Lưu Vân Phong cực kỳ khiếp sợ nói, hơn nữa, tôi tưởng bà đã chết trong vụ biến cố vào 40 năm trước rồi. Nhìn bề ngoài, chồng Doãn Nhu chỉ mới ngoài 30 tuổi, nếu so sánh với độ tuổi của Lưu Vân Phong thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Mặc dù Lưu Vân Phong là nhà giàu có hàng đầu, nhưng ông ta không tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm, người duy nhất ông ta tiếp xúc cũng chỉ có Lê Văn Vân. Doãn Nhu khẽ cười nói, cũng may tôi vẫn còn sống. Hai người quen nhau à? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Ừm. Um. Lưu Vân Phong gật đầu nói, gần 40 năm trước, lúc đó tôi mới bắt đầu kinh doanh, khoản đầu tư đầu tiên của tôi là do nhà bà Doãn đưa cho, tổng cộng là 20 vạn. Nhờ có số tiền này, tôi mới bắt đầu thành lập công ty. Đến khi tôi muốn trả lại thì nhà bà Doãn lại xuất hiện biến cố lớn. 20 vạn vào những năm 80 là một số tiền khổng lồ. Lê Văn Vân ngạc nhiên, không ngờ giữa Lưu Vân Phong và Doãn Nhu lại có mối quan hệ như vậy. Anh khẽ cười nói, vậy thì thật trùng hợp, lần này chúng tôi đến đây là để hỏi gia chủ nhà họ đồng trong biến cố vào 40 năm trước, hình như bây giờ bọn họ đã biến mất khỏi Du Châu rồi đúng không? Ông có biết bọn họ đang sống ở đâu hay không? Lưu Vân Phong thở dài, trầm ngâm nói, chuyện này nói ra cũng rất kỳ lạ. Ở Du Châu, nhà họ đồng luôn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Sau khi gia tộc của bà Doãn bị diệt phong, bọn họ đã chiếm giữ vững chắc vị trí gia tộc đứng đầu Du Châu, hơn nữa cũng là một trong những gia tộc hàng đầu trong toàn quốc, nhưng gần 20 năm trước. Sứt lời, ông ta thở dài nói, gần 20 năm trước, nhà họ đồng bỗng biến mất trong vòng một đêm. Biến mất trong vòng một đêm ư, chuyện này là sao? Lê Văn Vân cau mày hỏi. Vào đầu thế kỷ 21, toàn bộ người nhà họ đồng đều biến mất ở nơi bọn họ sinh sống. Điều này khiến không ít sản nghiệp của nhà họ đồng vào lúc đó rơi vào cảnh cực kỳ rối ren. Sau đó có mấy người tiếp nhận sản nghiệp của bọn họ, nhưng người nhà họ đồng hiếm khi xuất hiện ở Du Châu, hoặc sau khi xuất hiện, người khác cũng không hay biết. Dù gì nơi ở của bọn họ lúc trước đều bị bỏ trống, đến khoảng năm 2005 mới có mấy người vào ở, không biết là mua hay thế nào. Lưu Vân Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nói đến đây, ông ta trầm ngâm nói, nhưng chắc chắn gia tộc này vẫn còn người tồn tại, chỉ là không biết tại sao bọn họ bỗng rụt cổ lại mà thôi. Nhất định mấy sản nghiệp của bọn họ vẫn còn đứng tên bọn họ, chỉ là bọn họ không đích thân đứng ra quản lý mà thôi. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, mặc dù bề ngoài tôi là người giàu nhất Du Châu, nhưng tôi cảm thấy e rằng với sản nghiệp gia tộc của nhà họ đồng ẩn thế vẫn còn ảnh hưởng rất lớn ở Du Châu. Lê Văn Vân nghe đến đây thì ngạc nhiên là gia tộc ẩn thế ư. Ông có cách nào có thể tìm được nơi ở hiện tại của bọn họ không? Lê Văn Vân hỏi, Lưu Vân phong sờ mũi đáp, thế này đi, tôi sẽ cố gắng đi tra giúp cậu có lẽ thông qua mấy sản nghiệp của bọn họ lúc trước có thể dò hỏi được chút manh mối lê văn vân gật đầu nói vậy thì tốt làm phiền ông rồi ông hãy cố gắng làm nhanh một chút lưu vân phong gật đầu nói đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi đúng rồi tôi đã sắp xếp khách sạn cho hai người rồi đợi lát nữa hai người xong việc có thể đến thẳng khách sạn để nhận phòng dựa vào yêu cầu của cậu tôi đã sắp xếp hai phòng cho hai người rồi lê văn vân gật đầu đáp được anh lại căn dặn Lưu Vân Phong vài câu, rồi lấy một chiếc xe ở chỗ của Lưu Vân Phong, sau khi hỏi thăm địa chỉ khách sạn, hai người liền rời khỏi công ty của Lưu Vân Phong. Sau khi bước xuống lầu, Doãn Nhu ngẫm nghĩ nói, chúng ta hãy đến nơi ở của nhà họ đồng lúc trước để xem thử đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 936, Đại ca, làm một điếu đi. Bà có thể tìm được nơi đó không? Lê Văn Vân hỏi. Trước đây thì tôi có thể tìm được, nhưng bây giờ nơi này đã thay đổi quá nhiều, khắp nơi đều là tòa nhà cao tầng. Có lẽ tôi sẽ không tìm được, cậu tìm trên bản đồ thử xem có thể tìm thấy không?" Doãn Nhu hỏi, Lê Văn Vân gật đầu, rồi nhập nhà họ Đồng vào bản đồ. Rất nhanh trên bản đồ đã hiện lên nhắc nhở, đó là nhà họ Đồng và nhà ở nhà họ Đồng. "Ồ, quả nhiên nhà họ Đồng rất có sức ảnh hưởng, không ngờ còn có cả địa danh riêng." Lê Văn Vân ngạc nhiên nói, "Chưa chắc đây là nơi ở của nhà họ Đồng." Ở Du Châu có rất nhiều địa danh như này, nhưng chúng ta cứ đi qua đó thử xem. Doãn Nhu gật đầu nói. Lê Văn Vân gật đầu, rồi chọn nhà ở nhà họ đồng. Dựa vào lời nói của Doãn Nhu, có lẽ nơi này càng thích hợp hơn, nên đã lái xe chạy đến đó. Điểm đến cũng không xa, tầm nửa tiếng sau, bọn họ đã đến nơi cần đến. Tổng thể khu nhà ở của nhà họ đồng vẫn rất rộng lớn. Sau khi hai người Lê Văn Vân đến nơi đã là buổi trưa, hai người cũng cảm thấy hơi mệt rồi, nên Doãn Nhu đề nghị chúng ta đi ăn lẩu trước đi rồi hắn tìm. Nhắc mới nhớ, đã 40 năm rồi tôi chưa ăn lẩu ở Du Châu. Lê Văn Vân gật đầu, bọn họ tìm một tiệm lẩu lâu đời ở ven đường, rồi đi vào trong ngồi xuống. Hai người vừa mới bước vào, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng ẩm ý vọng ra từ trong tiệm. Lê Văn Vân nhìn qua đó, phát hiện có mấy người cởi trần đang chơi quản tù tỷ uống rượu. Lê Văn Vân và Doãn Nhu cũng không để tâm cho lắm, bọn họ bước vào tiệm, ông chủ nhanh chóng chào đón hỏi hai vị đi mấy người hai người lê văn vân khẽ cười đáp mời hai vị ngồi bên này ông chủ tươi cười nói sau khi hai người ngồi xuống ông chủ liền đưa thực đơn cho bọn họ doãn nhu gọi món xong thì đưa cho ông chủ ông chủ gật đầu nghi ngờ nói cái đó lát nữa hai người cố gắng đừng chọc mấy người bên kia mấy tên côn đồ đó đều làm những chuyện không phải của con người đâu thời đại này vẫn người như vậy ư lê văn vân ngạc nhiên hỏi cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi nơi đều có mấy tên khốn nạn như vậy. Ông chủ lắc đầu nói, nói tóm lại hai người phải cẩn thận một chút. Lê Văn Vân gật đầu, cũng không để tâm cho lắm, mà ngồi bên cạnh trò chuyện với Doãn Nhu. Một lúc sau, anh cảm thấy ánh mắt của mấy người bên đó liên tục nhìn qua bên này, nói đúng hơn là đang nhìn lên người Doãn Nhu. Doãn Nhu cũng được xem là người đẹp hàng đầu, tất nhiên đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Lê Văn Vân nở nụ cười vô cùng thích thú, bởi vì anh nhìn thấy một người quen trong đám người. Thế giới này thật nhỏ, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đúng vậy, không ngờ anh Long người đã đặt bẫy lừa Lê Văn Vân lần trước, bị Lê Văn Vân đánh cho một trận tơi bời, đang ngồi trên bàn đó. Ông ta ở chân, lộ ra hình xăm trên cánh tay, trên mặt vẫn chưa bình phục mà vẫn còn mấy vết bầm. Hôm đó ông ta bị Lê Văn Vân đánh cho một trận thê thảm. Nồi lẩu nhanh chóng được mang lên bên này lê văn vân và doãn nhu đang tự nhúng đổ lẩu đúng lúc này dường như mấy người bên kia không thể ngồi yên được nữa một người đàn ông gầy gò đứng dậy đi về phía hai người lê văn vân sau đó rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống bàn của bọn họ đều là bàn vuông lê văn vân và doãn nhu ngồi đối diện nhau nên hai bên còn lại đều bỏ trống sau khi ngồi xuống anh ta cười hì hì hỏi người anh em chỉ có hai người đi ăn thôi hà lê văn vân nhướng mày nhìn anh ta gật đầu hỏi, có chuyện gì không? Hai người ăn lẩu thì đâu có gì vui, hai người có muốn qua đó ăn chung với chúng tôi không, coi như kết giao bạn bè, chúng tôi sẽ mời chầu này." Người đàn ông gầy gò nói. "Xin lỗi, không cần đâu, chúng tôi ăn rất thoải mái." Lê Văn Vân cười nói. Người đàn ông gầy gò nghe Lê Văn Vân nói thế thì khẽ híp mắt lại nói, xem ra người anh em đang coi thường hầu tử tôi rồi, nên mới không chịu nể mặt như vậy. Nghe khẩu âm của cậu không phải là người bản địa đúng không lê văn vân gật đầu đáp đúng vậy trên mặt hầu tử nở nụ cười nham hiểm hỏi hai người là cặp tình nhân tới đây để hẹn hò đúng không dứt lời anh ta nhìn về phía doãn nhu doãn nhu luôn giữ im lặng nghe hầu tử nói thế thì cười đáp không phải tôi và cậu ấy quen nhau trên mạng rồi hẹn ra ngoài đi ăn với nhau lúc doãn nhu nở nụ cười hầu tử bỗng cảm thấy tim đập thình thịch lê văn vân ngồi bên cạnh hơi cạn lời hầu tử nhìn doãn nhu không khỏi nuốt nước miếng là thế à anh ta nuốt nước miếng lần nữa nói người đẹp đúng lúc tôi cũng độc thân cái đó tôi có thể kết bạn wechat với cô không wechat là gì thế doãn nhu ngơ ngác hỏi quả thật bà ta không hề giả vờ trước giờ ở khu tội ác không có mấy thứ như wechat sau khi ra ngoài bà ta lại tới thẳng du châu nên không tiếp xúc quá nhiều với mấy thứ mạng xã hội này hầu tử nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Doãn Nhu thì nhịp tim ngày càng nhanh hơn, vội nói, là uy chát đó, cái đó, người đẹp, cô có hứng thú qua đó ăn chung với chúng tôi không? Tôi thì không thành vấn đề, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ không thích. Doãn Nhu bĩu môi liếc nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cạn lời, anh cảm thấy Doãn Nhu đang cố ý gây khó dễ cho mình. Quả nhiên, vừa nghe Doãn Nhu nói thế, hầu tử bỗng rời mắt nhìn Lê Văn Vân nói, tên kia, người đẹp này đã đồng ý, nếu anh không đồng ý thì không được thức thời cho lắm đâu. Lê Văn Vân nhìn anh ta, cười nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh đứng đây lại nhảy nửa ngày trời, bây giờ có thể đi được chưa? Đừng quấy giày chúng tôi dùng bữa nữa, được không? Rõ ràng hầu tử không ngờ Lê Văn Vân lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Nhất thời bùng lửa giận, nheo mắt nhìn Lê Văn Vân nói, danh con, cậu mới nói chuyện với tôi đấy hả? Anh mới gọi tôi là gì? Lê Văn Vân nheo mắt lại hỏi danh con, sao nào? Hầu tử chế nhạo, sao nào? Cậu định đánh tôi à? Lê Văn Vân đặt đũa xuống, siết chặt nắm đấm. Hầu tử thấy thế thì bắt đầu hơi hoảng loạn. Bởi vì anh ta rất gầy, mắt thấy Lê Văn Vân thật sự muốn đánh mình, anh ta cảm thấy hơi trột dạ, vội vã hét lớn các anh em. Người đẹp bên này đã đồng ý dùng bữa với chúng ta rồi, nhưng ở đây lại có một tên không thức thời không chịu đồng ý, hơn nữa còn muốn đánh tôi. Nghe anh ta nói thế, Đám người bên đó đều đồng loạt đứng dậy, bắt đầu bao vây hai người Lê Văn Vân. Mà người cầm đầu chính là anh Long mặt mũi bầm dập, lớn tiếng mắng, "Mẹ kiếp, không ngờ thằng nhãi không có mắt đó lại muốn đánh anh em của tao." Bên cạnh, ông chủ chứng kiến cảnh tượng này thì sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng quát, "Cát Long, muốn đánh thì đi ra ngoài mà đánh, đừng đánh trong tiệm của tôi." Cát Long gật đầu nói, "Tôi biết rồi." Dứt lời, ông ta tiến lên phía trước, gạt mọi người ra mắng, "Mẹ kiếp!" mày nói muốn đánh anh em của ông đây. Ông ta nói được một nửa thì nhìn thấy Lê Văn Vân đang cười híp mắt nhìn mình, mí mắt của ông ta bỗng giật mạnh. Ông tên là Cát Long à? Lê Văn Vân cười như không cười hỏi. Mí mắt của Cát Long đang giật mạnh. Bên cạnh, người đàn ông gầy gò tên là Hầu Tử cũng lên tiếng, anh Long, chính là tên này. Mẹ kiếp, người đẹp này đã đồng ý dùng bữa với chúng ta rồi, vậy mà tên này lại ngồi đây làm nhảm, hình như lúc nãy còn muốn đánh em nữa anh long xử nó đi mấy tên khác cũng hô hào theo sắc mặt cát long tái mét ông ta vẫn còn nhớ tối hôm đó mình bị đánh một trận tơi bời sau đó bị một đám người đè xuống hại ông ta bây giờ chẳng dám đi lừa gạt bẫy người khác nữa bây giờ tên cầm đầu đó đang đứng trước mặt cười híp mắt nhìn ông ta ông ta vội vã giơ tay lên dứt khoát túm lấy cổ áo của hầu tử tát một cái bốp hầu tử bị tát trưng ra vẻ mặt mơ màng sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cát Long rút ra một hộp thuốc lá, đưa cho Lê Văn Vân, ho khan một tiếng nói, đại sa, tới làm một điếu đi. chương 937, tin tức của nhà họ đồng, đại sa, tới làm một điếu đi. Vẻ mặt Cát Long tràn đầy nịnh nọt, mấy người bên cạnh hoàn toàn xứng sờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Ở khu nhà ở nhà họ đồng này, Cát Long gần như đi nghênh ngang, mặc dù hàng xóm không đánh giá tốt về ông ta, nhưng ông ta thật sự là đại ca xã hội đen ở khu vực này, người bình thường đều không dám trêu chọc ông ta. Từ khi nào ông ta lại lộ ra vẻ mặt như vậy với người khác? Bây giờ, ông ta đang nhìn Lê Văn Vân bằng cặp mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hầu tử cũng ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không nhận lấy điếu thuốc của ông ta, mà chỉ cười hít mắt nhìn Cát Long. Cát Long khẽ biến sắc, ông ta đặt điếu thuốc xuống bàn, rồi ngẩng đầu túm lấy Hầu tử, tát thêm hai cái nữa sau đó ông ta lại cầm điếu thuốc lên hỏi đại ca anh xem đã hài lòng hay chưa lê văn vân khẽ cười nói ông đang làm gì vậy tôi chỉ không muốn hút thuốc mà thôi bởi vì tôi hút vào sẽ bị ho cát long hầu tử bên cạnh doãn nhu che miệng chứng kiến cảnh này trên mặt sắp cười tươi như hoa rồi sắc mặt cát long hơi tái mét nhất thời không biết phải làm thế nào lúc này lê văn vân thấy hầu tử đã bị dạy cho một bài học cũng không muốn so đo quá nhiều nên xua tay nói ông bảo các anh em của ông lui xuống đi còn ông ở lại đây tôi có chuyện muốn hỏi ông một lát cát long nghe vậy thì dùng mình ho khan nói đại xa bây giờ tôi thật sự không còn lừa gạt bẫy người khác nữa tôi không hỏi ông chuyện đó ông bảo bọn họ lui xuống trước đi tôi muốn hỏi ông chút chuyện lê văn vân bình tĩnh nói bây giờ cát long mới xua tay nói được các cậu đều lui xuống trước đi các anh em của ông ta đều không dám lên tiếng vội vàng rút lui về bàn của mình ông ngồi xuống đi lê văn vân mỉm cười với anh ta cát long ho khan nói cái đó tôi đứng là được rồi trong xã hội ngày nay ông dám làm những việc phạm pháp như vậy chẳng lẽ ông không sợ mình sẽ ngồi tù ư lê văn vân hỏi tôi trên mặt cát long hiện lên tia lúng túng chắc chắn sau này tôi sẽ không làm nữa tôi sẽ làm một công dân tốt tuân theo pháp luật tất nhiên lê văn vân sẽ không tin mấy lời nhảm nhí của ông ta cũng chẳng muốn tranh cãi với ông ta, nên nói tôi muốn hỏi ông một chuyện, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 46 tuổi rồi. Cát Long vội đáp. Lê Văn Vân sờ cầm, hít mắt nói, 46 à? Vậy chắc ông cũng biết nhỉ, ông có biết ở Du Châu có một gia tộc tên là nhà họ Đồng, từng là gia tộc khá lớn ở khu vực này không? Sao tôi lại không biết chứ? Đại xa, không phải tôi khoác lác với anh, nhưng hồi còn bé, tôi đã lớn lên cùng rất nhiều người trong nhà họ Đồng, sân nhà của bọn họ giống như sân sau nhà tôi vậy nên hồi bé tôi thường xuyên đi dạo ở trong đó cát long đập bàn kiêu ngạo nói lê văn vân khẽ hít mắt lại đồng thời doãn nhu đang ngồi đối diện anh cũng hơi biến sắc nói vậy là ông rất quen thuộc với người nhà họ đồng à? lê văn vân cười như không cười hỏi khụ khụ cát long vội vàng ho khan đáp cũng không hẳn là quen thuộc chỉ là hồi còn bé tôi không hiểu chuyện ở trong khu nhà ở của nhà họ đồng nên quen biết bọn họ Lúc đó tôi đã làm thuộc hạ dưới quyền bọn họ, giúp bọn họ trông chừng khu vực nào đó. Lê Văn Vân thầm nghĩ, quả nhiên, anh liếc nhìn Doãn Nhu, phát hiện Doãn Nhu đang gật đầu với mình. Năm đó, trăm việc cần làm, nên các nhà quyền thế dính dáng đến mấy tên xã hội đen cũng là chuyện thường tình, kể cả bây giờ nhà họ Lý quyền thế ở Yên Kinh, cũng thường xuyên không từ một thủ đoạn trong lúc làm ăn, do đó việc nuôi dưỡng mấy tên côn đồ cũng rất bình thường vậy ông có nghe nói người của gia tộc này đã đột một biến mất rồi không? Chuyện này là thật hay giả vậy? Cát Long hỏi. Đột một biến mất gì chứ? Lúc đó bọn họ đã gặp phải đả kích mạnh mẽ, nên đã trốn trong rừng sâu núi thẳm, xây một căn nhà như tòa lâu đài, trải qua cuộc sống sung sướng hơn bất kỳ ai. Cát Long mắng, sau đó bọn họ còn bảo chúng tôi làm tay sai cho bọn họ, mụ nội nó. Trong lòng Lê Văn Vân nhất thời chấn động, anh không cho rằng nhà họ đồng biến mất là do bị đả kích mạnh mẽ một gia tộc hàng đầu với sản nghiệp gia tộc khổng lồ như thế nên bọn họ cần phải phát triển kinh tế trong khoảng thời gian đó lê văn vân đoán đó bọn họ lý do khác nghe giọng điệu của ông hình như ông biết bọn họ đang sống ở đâu đúng không lê văn vân ngạc nhiên hỏi chuyện này thì tôi không biết nhưng sau khi tôi ngồi tù vài năm được thả ra ngoài bác của tôi nói trước đây ông ấy từng giúp nhà họ đồng xây dựng nơi ở hiện tại của bọn họ cát long nói đến đây thì nhìn lê văn vân hỏi sao thế chẳng lẽ anh muốn tìm người nhà họ đồng ư? Đúng vậy, Lê Văn Vân cười híp mắt hỏi, ông hãy đi hỏi bác của ông về địa chỉ hiện tại của nhà họ đồng đi. Chuyện này, Cát Long ho khan đáp, con người bác của tôi yêu tiền như mạc, nếu không có tiền, e rằng không thể khiến ông ấy mở miệng. Thật không, Lê Văn Vân mỉm cười, đặt đũa xuống, siết chặt nắm đấm. Đại sa, tôi nói đùa thôi mà, anh đến Du Châu tìm tôi hỏi chuyện, nhất định là niềm vinh hạnh của tôi rồi sao tôi có moi tiền anh chứ? Anh nói thử xem có đúng không nào? Dứt lời, Cát Long thầm mắng vài tiếng. Lê Văn Vân nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của ông ta thì gương mặt không khỏi nở nụ cười nói, ông cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông chi trả một xu nào, nếu ông dẫn chúng tôi đi tìm nơi ở hiện tại của nhà họ đồng, tôi còn trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh cho ông, chắc chắn sẽ nhiều hơn 8 vạn lúc trước. Viết gì đó? Tôi sẽ lừa ông sao? Lê Văn Vân cười như không cười hỏi. Không đâu, không đâu cát long ho khan nói vậy tôi ở bên đó vừa ăn vừa đợi anh nhé được lê văn vân xua tay nói cát long vội vàng quay về chỗ cũ ông ta vừa mới ngồi xuống đã có mấy người vây quanh hỏi anh long thằng nhãi đó là ai vậy câm mồm cát long vội nói các cậu có biết vết thương trên mặt ông đây là do ai đánh không chính là tên đó đấy nhưng hình như tên này không thiếu tiền ông đây vừa mới tiếp nhận một công việc có thể kiếm được mấy chục vạn việc gì thế anh dẫn tụi em theo với có người vội nói chuyện này đâu đến lượt các cậu cát long nói đừng nói nhảm nữa mau ăn đi ở bên này doãn nhu cười như không cười nhìn lê văn vân nói chật chật thật sự không nhìn ra con người cậu có thể quen biết đủ hạng người đấy tôi cũng tình cờ quen biết người này thôi chẳng phải cách đây không lâu tôi từng đến du châu một chuyến để cứu người hay sao người này đã bắt tay với người khác lừa gạt bẫy tôi sau đó bị tôi đánh một trận không ngờ ông ta còn có tác dụng như vậy lê văn vân nói nói đến đây lê văn vân nhìn doãn nhu nói bây giờ nhờ sự tình cờ coi như chúng ta đã hỏi thăm được nhưng tôi chưa từng hỏi bà tại sao nhà họ đồng lại muốn chém tận giết tuyệt cả nhà bà thế nếu bà nói trong chuyện này có dính dáng đến mấy chuyện vì đạo đức e rằng tôi không thể nào xuống tay được lê văn vân bình tĩnh nói doãn nhu ngẩng đầu lên nhìn lê văn vân lạnh nhạt nói đợi cậu tìm thấy ông ta rồi sẽ biết thôi lê văn vân gật đầu cũng không hỏi gì nữa doãn nhu im lặng sau khi hai người ăn xong nồi lẩu trả tiền lê văn vân liền gọi cát long ông ta vội vàng chạy tới nói tôi sẽ dẫn anh đi gặp bác của tôi ngay quá trình diễn ra rất suôn sẻ dưới tình huống lê văn vân bỏ ra một vạn tiền phí mở miệng bác cả của cát long đã cực kỳ thẳng thắn cung cấp nơi ở hiện tại của nhà họ đồng cho hai người nơi đó rất hẻo lánh may mà cát long biết nơi này nên chủ động làm người dẫn đường lê văn vân cũng cam kết nếu tìm thấy người nhà họ đồng, sẽ trả cho ông ta một khoản thù lao hậu hĩnh, khiến cả người Cát Long tràn đầy sức sống. Ông ta ngồi vào ghế phụ, chủ động chỉ đường cho Lê Văn Vân. Còn Doãn Nhu thì ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang ngắm nhìn sự thay đổi của quê hương, hay đang nghĩ đến chuyện khác, cứ thế, chiếc xe chạy tới vùng ngoại ô, tiến vào khu rừng. chương 938, biệt thự nhà họ đồng. Lê Văn Vân vốn định để Cát Long trực tiếp lái đi, nhưng ông ta nhìn thấy chiếc xe quá sang trọng nên không dám lái dưới sự bất đắc dĩ lê văn vân đành phải tự mình lái bây giờ bọn họ đã rời khỏi khu vực nội thành du châu gần một tiếng rồi lê văn vân cau mày hỏi bây giờ vẫn chưa tới ư vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới cát long nói lê văn vân cau mày hỏi ông có cảm thấy bọn họ thật sự là vì trốn tránh nên mới mai danh ẩn tích sống ở một nơi hẻo lánh không bình thường bọn họ không ra ngoài hoạt động à bọn họ cũng sẽ ra ngoài hoạt động cát long nói dựa vào những gì bác tôi đã nói với tôi lúc trước bọn họ sẽ thường xuyên ra ngoài chơi nhất là thế hệ trẻ tuổi nhưng đa số đều không tiết lộ thân phận của mình cũng khá khiêm tốn tôi thật sự không hiểu tại sao bọn họ phải làm như vậy lê văn vân nhìn doãn nhu thông qua gương chiếu hậu doãn nhu bình tĩnh ngồi ở đó không nói gì lê văn vân cũng không ngờ trên đất nước này lại có nhà quyền thế lánh đời như vậy Quan trọng nhất là trong hồ sơ mà người gác đêm có thể đọc không hề có gia tộc này, điều đó càng khiến nhà họ Đồng trở nên thần bí hơn. Sau khi lái xe hơn nửa tiếng nữa, Lê Văn Vân phát hiện xung quanh gần như đã không còn người sinh sống. Du Châu vốn là nơi có nhiều núi, bọn họ vừa đi tới nơi này, hoàn toàn không khác gì rừng sâu núi thẳm, Lê Văn Vân khó mà tưởng tượng được, một gia tộc quyền thế sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn, quay đầu sinh sống trong rừng sâu núi thẳm như thế này. Ông có chắc là ở đây không? Phía trước đã không còn đường nữa rồi." Lê Văn Vân cạn lời hỏi. Cát Long ngạc nhiên, Lê Văn Vân ngừng xe lại, bọn họ liền bước xuống xe, Cát Long liếc nhìn xung quanh nói, "Đúng là nơi này rồi, trước đây nhà họ Đồng từng tổ chức mấy sòng bạc ngầm ở đây. Địa chỉ mà bác cả của tôi nói cũng chính là nơi đây." Sau này bọn họ đã lấy nơi này làm căn cứ để xây dựng nơi ở hiện tại. Ông ta quan sát xung quanh, hai người nhìn bên này xem ông ta bỗng chỉ về một hướng lê văn vân liền nhìn qua đó không ngờ lại phát hiện bên đó có một hang động có rất nhiều cỏ dại và mấy thứ khác che kín cửa hang động nếu không chú ý nhìn thì hoàn toàn không phát hiện ra bên dưới hang động có một con đường nhựa giống như đường hầm nối thẳng vào trong lê văn vân liếm môi nói mụ nội nó nhà họ đồng này chơi lớn thật để che lấp địa chỉ của mình mà dứt khoát đào ra một đường hầm để đi ra ngoài đường hầm này là đường một chiều có lẽ chỉ cho một chiếc xe chạy qua. Lê Văn Vân chẳng hề do dự, liếm môi nói, xem ra đúng là hướng này rồi, đi thôi, chúng ta lái vào trong xem thử. Xuất lời, anh liền ngồi lên xe, Doãn Nhu cũng thở vào nhẹ nhóm, ngồi theo sau. Cát Long ở bên cạnh hơi xoắn suýt, một lúc sau, ông ta mới nghiến răng nghiến lợi nói, cái đó, đại ca, người đẹp, hay là tôi dẫn hai người tới đây thôi, sản nghiệp nhà họ đồng rộng lớn, nếu bọn họ biết tôi đã tiết lộ địa chỉ của bọn họ e rằng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Lê Văn Vân nhìn ông ta nói, vậy ông định quay về bằng cách nào? Ông đi bộ về à? Cát Long. Một lúc sau, ông ta lại nghiến răng nói, vậy. Tôi đi trước, đợi hai người giải quyết xong mọi chuyện thì ra ngoài đón tôi được không? Tôi sẽ đi dọc theo con đường này, hai người nhớ phải đón tôi đấy. Rõ ràng, trong lòng Cát Long vẫn hơi sợ nhà họ đồng, cho dù gia tộc hàng đầu này đã mai danh ẩn tích trong rừng sâu núi thẳng, nhưng muốn nhắm vào một người bình thường vẫn dễ như trở bàn tay. Lê Văn Vân cũng hiểu rõ ông ta, nên gật đầu nói, được, vậy ông về trước đi, tôi sẽ lái xe vào trong xem thử. Còn tiền thù lao, nếu bên trong thật sự là nhà họ đồng thì sau khi tôi ra ngoài sẽ trả tiền cho ông. Cát Long nghe vậy thì sửng sốt, rồi gượng cười đáp được. Ông ta không dám phản bác Lê Văn Vân, vì sợ bị đánh. Dứt lời, Lê Văn Vân và Doãn Nhu liền khởi động xe, bật đèn pha, lái về phía đường hầm. Trong căn cứ của người gác đêm ở Yên Kinh, một chiếc xe từ từ chạy vào. Mấy người Phạm Nhược Tuyết đang đứng ở cửa, nhíu mày chờ đợi. Lúc mở cửa, Phạm Nhược Tuyết và vài người đang đứng đó, cau mày chờ đợi. Sau khi nhìn thấy chiếc xe, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, Vương Hồng và Trác Nhất Minh cùng bước xuống xe. Ông già Cố Bạch vừa nhìn thấy Trác Nhất Minh đã cười hì hì sáp tới nói, ông tới đây để cầu xin chúng tôi quay về người gác đêm à. Trác Nhất Minh lườm anh ta hỏi, cậu ngứa đòn hả? Cố Bạch cười hì hì, vội vàng trốn sang một bên. Đúng lúc này, ánh mắt của Trác Nhất Minh dừng lại trên người Trần Tiêu đang đứng bên cạnh, hơi ngạc nhiên hỏi, ồ, cậu đã là siêu cấp rồi à? Trần Tiêu liếc nhìn ông ta, nhưng không đáp lại. Trần Tiêu rất oán hận Trác Nhất Minh, theo anh ta thấy, trước đây tiểu đội của mình tử trận nhiều người như vậy, ngay cả mình cũng bị đẩy đến khu tội ác, nói thế nào chắc nhất mình cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Thấy Trần Tiêu phớt lờ mình, chắc nhất mình chỉ mỉm cười, cũng không để tâm cho lắm, mà rời mắt nhìn Hoàng Thi Kỳ hỏi cô đã tìm được mảnh xương phù hợp với mình chưa? Hoàng Thi Kỳ lắc đầu đáp vẫn chưa. Đợi Lê Văn Vân quay về, tôi sẽ đi tìm cùng anh ấy. Chắc nhất mình nghe vậy thì cau mày hỏi đợi Lê Văn Vân quay về ư? Bây giờ cậu ta không có ở đây hả? À? Ừm, Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói, anh ấy và Doãn Nhu đến Du Châu rồi, bởi vì Doãn Nhu có kẻ thù ở Du Châu. Nói đến đây, Lý Thu Nghi ngờ nói, đúng rồi, ông già, hình như trong tài liệu về mấy gia tộc đứng đầu hoa hạ của người gác đêm chúng ta không có nhà họ đồng đúng không? Nhà họ đồng ư, chắc Nhất Minh và Vương Hồng nghe đến đây đều hơi biến sắc, ý cậu là Lê Văn Vân và Doãn Nhu đến Du Châu để tìm nhà họ đồng sao? Đúng vậy. Bọn họ là kẻ thù của Doãn Nhu, nên Lê Văn Vân và Doãn Nhu đã đi báo thù. Có vấn đề gì không? Nhìn thấy thái độ của hai người, Phạm Nhược Tuyết liền nhíu chặt mày nói. Chắc Nhất Minh và Vương Hồng nghe đến đây thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Vương Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, thôi xong rồi. Bên này, Lê Văn Vân bật đèn pha, cùng Doãn Nhu men theo đường hầm từ từ tiến về phía trước. Lê Văn Vân vừa lái xe vừa mắng, mụ nội nó, đây chính là cuộc sống của kẻ lắm tiền ư đường hầm này ít nhất phải 2-3 km. Với thực lực của nhà họ đồng thì việc xây dựng một đường hầm như thế này cũng không thành vấn đề. Doãn Nhu nói, hơn nữa, cậu có thể tùy ý giúp đỡ người khác đầu tư cả chục tỷ, chắc cũng không thiếu tiền đâu nhỉ. Tôi chỉ mắng thế thôi, Lê Văn Vân ho khan. Quả thật, Lê Văn Vân có không ít sản nghiệp, thật ra tài sản dòng của anh cũng rất lớn, nhưng... Anh không biết tiêu thế nào, rất nhiều sản nghiệp anh đều không biết, toàn bộ đều do người rút lui khỏi người gác đêm tiến hành quản lý giúp anh. Phía trước có ánh sáng, Lê Văn Vân cười nói. Chúng ta sắp đến nơi rồi à? Doãn Nhu khẽ hít mắt lại. Xe chạy về phía phát ra ánh sáng, vừa lái xe ra khỏi đường hầm, Lê Văn Vân không nhịn được đạp phanh, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh thật sự đã bị sốc. Ra khỏi đường hầm sẽ hướng ra cầu vượt, hình như bên trong là một thị trấn. Dường như nơi này đã khoét giống ngọn núi, Bên dưới cầu vượt là một hồ nước nhân tạo khổng lồ, mà trong hồ nước nhân tạo này lại có một ngọn núi, bên trên có mấy tòa nhà, trên bờ hồ nhân tạo cũng có những tòa nhà như vậy. Toàn bộ phong cảnh ở đây cực kỳ đẹp, nếu để người khác biết được, chắc chắn nơi này sẽ là một địa điểm du lịch cực kỳ hot. Mẹ Kiếp, Lê Văn Vân hít ngụm khí lạnh nói, thảo nào bọn họ nói nhà họ đồng sống cuộc sống như vua một cõi, nơi này quá xa xỉ rồi đó. Cho dù Lê Văn Vân hiểu biết sâu rộng cũng bị chấn động. Thậm chí anh đã không còn từ ngữ nào để hình dung về nơi này. Đúng lúc này, tiếng động cơ bỗng vang lên, sau đó phía trước liền có hai chiếc xe nhanh chóng lái về phía bọn họ. Doãn Nhu nheo mắt lại, mở cửa bước xuống xe. Chương 939, người nhà họ Đồng đều không phải là hạng người tốt lành gì trong căn cứ của người gác đêm ở Lâm Hải. Nghe thấy hai ông già nói thôi xong rồi, đám người Phạm Nhược Tuyết liền nhíu chặt mày, Lý Thu trầm ngâm nói, nhưng dựa vào sự hiểu biết của chúng tôi, mặc dù gia chủ nhà họ đồng này là siêu cấp nhưng không tiến vào thiên bảng doãn nhu nói ông ta không mạnh bằng đem có lẽ sẽ không nguy hiểm gì đâu không phải như thế vương hồng thở dài nói thật ra trong nội bộ người gác đêm cũng có tài liệu bảo mật về mấy gia tộc giữa người gác đêm chúng ta và bọn họ đã tồn tại một số thỏa thuận hả phạm nhược tuyết nhất thời biến sắc hỏi ý ông là sao vương hồng nhìn phạm nhược tuyết nói cô cũng biết rồi đấy Quy tắc hình thành thế giới ngầm là do người gác đêm chúng ta đặt ra. Mấy người luyện võ như chúng ta không được phép tham gia vào mấy cuộc tranh giành trong thế giới của người bình thường, nhưng vào thế kỷ trước, đã có không ít người làm ăn buôn bán, mà tình cảnh lúc đó vốn đã rất hỗn loạn rồi. Tinh lực của người gác đêm cũng đang dồn về Bắc Cảnh và các chiến trường chính khác, nên không rảnh để quan tâm quá nhiều, dẫn đến khoảng thời gian đó cực kỳ hỗn loạn. Sau đó, vào đầu thế kỷ, chúng ta mới rảnh tay được, bắt đầu quản lý triệt để vấn đề này đặt ra quy tắc người của thế giới ngầm không được xuống tay với người bình thường. Một khi bắt được, một là bị đẩy đến khu tội ác, hai là vào nhà giam của người gác đêm. Vương Hồng thở dài nói, do đó, mấy gia tộc lớn có siêu cấp đã tiến hành đàm phán với chúng tôi. Lúc đó có tổng cộng bốn gia tộc, mà nhà họ đồng là một trong số đó. Để bọn họ không còn can thiệp vào thế giới của người bình thường, cố gắng lui về ở ẩn, còn bọn họ ở ẩn chỗ nào thì chúng tôi sẽ không can thiệp. Trong đó cũng bao gồm gia đình Đỗ Tắc Thành ở Yên Kinh. Tất nhiên, nhà họ Đỗ đã lựa chọn ở ẩn ở thành phố, nhưng không tham gia vào chuyện làm ăn nữa. Vương Hồng thở dài nói, nếu bọn họ làm ăn, dựa vào bản lĩnh siêu cấp của bọn họ, chắc chắn không công bằng đối với người bình thường. Hơn nữa bọn họ cũng đã cam kết với chúng tôi, đợi đến khi chiến tranh hoàn toàn nổ ra, bọn họ sẽ lựa chọn giúp đỡ chúng tôi. Nếu Lê Văn Vân ra tay với nhà họ Đồng, có lẽ sẽ khiến bọn họ nghi ngờ rằng là do người gác đêm sai khiến như vậy thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ có lẽ mấy gia tộc khác cũng không muốn hợp tác tiếp với chúng tôi nữa thậm chí còn đi nương nhờ hồng nguyệt vương hồng nói dựa vào sự hiểu biết của tôi mấy năm nay hồng nguyệt luôn tìm đủ mọi cách để hợp tác với bọn họ phạm nhược tuyết cao mày nói nhưng bây giờ lê văn vân đã không còn là người gác đêm nữa quả thật cậu ta đã không còn là người gác đêm nữa nhưng cô phải khiến người của mấy gia tộc đó tin tưởng mới được Vương Hồng thở dài nói, nếu Lê Văn Vân ra tay, ngoại trừ nhà họ đỗ ra, có lẽ sẽ khiến ba gia tộc còn lại ném chuột sợ vỡ bình, mà đi nương nhờ Hồng Nguyệt, đến lúc đó chiến tranh nổ ra, e rằng mấy gia tộc này sẽ gây ra rắc rối lớn cho chúng ta. Ba nhà hợp lại, đảm bảo có thể đứng ra hơn 100 đỉnh cấp. Lúc Lê Văn Vân xuống tay với nhà họ Lý, bên nhà họ Lý cũng có gần 40 đỉnh cấp. Phạm Nhược Tuyết hít ngụm khí lạnh, đỉnh cấp mà bọn họ dẫn ra từ khu tội ác vẫn chưa đạt tới 100, cộng thêm sự tồn tại của ba siêu cấp. Nếu thế lực như vậy đi nương nhờ Hồng Nguyệt, quả thật là một rắc rối lớn, hơn nữa còn ở trong giai đoạn đặc thù, cận kề chiến tranh như vậy. Thật ra, ngoài nhà họ đỗ thì ba nhà còn lại đều nghiêng về tổ chức viễn hàng kia hơn. Mấy năm nay, bọn họ đã bí mật chu cấp cho, viễn hàng, không ít kinh phí nghiên cứu khoa học. Chắc nhất Minh nói, trong khi bọn họ đang nói chuyện thì ở bên này, Lê Văn Vân cũng mở cửa ra, bước xuống xe hai chiếc xe phía trước nhanh chóng chạy tới trước mặt hai người Lê Văn Vân, cách bọn họ tầm 20 mét thì ngừng lại, sau khi ngừng xe lại, cửa xe liền mở ra, có 8-9 người bước xuống xe. Khá lắm, đỉnh cấp thanh nhất hủy, trong lòng Lê Văn Vân thầm ngạc nhiên. Đám người này đa số đều ở trong độ tuổi từ 3 đến 40, sau khi bước xuống xe, đám người này xa sầm mặt, đi về phía hai người Lê Văn Vân. Một người đàn ông để đầu húi cua, mặt đồ tôn trung sơn nhanh chóng tiến lên một bước nói, hai người là ai? Có phải đã chạy nhầm đường rồi đúng không? Mau quay về đi, đây không phải là nơi hai người có thể đến. Doãn nhu vẫn đeo kính dâm, thờ ơ đứng ở đó, nhìn người trước mặt, không nói gì. Hai người đều là siêu cấp, nên đối phương hoàn toàn không thể cảm nhận được chân khí lưu động trên người bọn họ, còn tưởng hai người chỉ là người bình thường. Đúng lúc này, một người đàn ông cao giáo đứng sau người đàn ông húi cua đi tới, nói gì đó bên tai người đàn ông húi cua người đàn ông húi cua hơi ngẩn người ánh mắt liếc nhìn lên người doãn nhu nhất thời nuốt nước miếng trên mặt nở nụ cười xấu xa chúng tôi lê văn vân đang định nói gì đó nhưng người đàn ông húi cua bỗng lên tiếng hai người không được tiết lộ nơi này ra bên ngoài cậu hãy nhảy xuống từ chỗ này nếu sau khi cậu nhảy xuống vẫn có thể sống sót vậy thì tôi sẽ cho cậu sống ngược lại nếu cậu chết thì đừng oán không trách tôi còn cô gái này, dứt lời, anh ta liếm môi nói cô gái này có thể hầu hạ tôi. Con người của Lê Văn Vân bỗng thu nhỏ lại. Rõ ràng người đàn ông thấy sắc nảy lòng tham, dù sao nơi này cũng núi cao xa hoàng đế, cực kỳ khó tìm, nên dễ dàng tạo ra một vụ án người bình thường mất tích. Quả nhiên người nhà họ đồng đều không phải là hạng người tốt lành gì. Lê Văn Vân nói với Doãn Nhu. Hả, nghe thấy Lê Văn Vân chủ động nhắc tới ba từ, nhà họ đồng sắc mặt của đám người kia đều nhất thời biến sắc bọn họ vốn cho rằng hai người lê văn vân là đánh bậy đánh bạ lái đến đây nhưng bây giờ lê văn vân lại chủ động nhắc đến ba chữ này điều này chứng tỏ lê văn vân biết đến sự tồn tại của nhà họ đồng sắc mặt của tên húi cua khẽ thay đổi nói rốt cuộc hai người là ai tới đây làm gì chúng tôi lê văn vân liếm môi nói bây giờ ông hãy nhảy xuống từ chỗ này nếu ông còn sống thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi là ai người đàn ông húi cua nhất thời biến sắc. Đúng lúc này, Doãn Nhu tháo kính dâm xuống, nhìn về phía người đàn ông húi cua kia, hờ hững nói, Đồng Dương, ông còn nhận ra tôi chứ? Người đàn ông húi cua tên là Đồng Dương kia nhìn về phía Doãn Nhu, sững sờ một lúc, con người bỗng thu nhỏ lại, kinh hãi đến biến sắc nói, Doãn Nhu, chẳng, chẳng phải bà đã bị đầy đến khu tội ác rồi sao? Tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Doãn Nhu lạnh nhạt đáp, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây ư, bởi vì tôi quay về để báo thù. Giọng điệu của bà ta rất bình tĩnh, nói thẳng ra mục đích mình đến đây. Đồng thời Lê Văn Vân chẳng hề nhìn thấy sát khí trên mặt bà ta, nhưng bà ta càng bình tĩnh thì Lê Văn Vân càng cảm nhận được sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Doãn Nhu. Lòng thù hận bị đè nén suốt 40 năm qua sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Sau một hồi sửng sốt ngắn ngủi, trên mặt đồng dương lại nở nụ cười chế giễu tôi không biết bà chạy ra khỏi khu tội ác bằng cách nào, nhưng báo thù ư. Chỉ dựa vào bà và thằng nhãi bên cạnh bà thôi sao? Như vậy đã đủ chưa? Doãn nhu nhìn ông ta, rồi tiến lên một bước, mỗi bước đi, khí thế trên người bà ta lại càng mạnh hơn, đạt thẳng đến siêu cấp. Bây giờ đồng dương đã kinh hãi đến biến sắc, ông ta nuốt nước miếng, nhìn doãn nhu, không dám tin nói, siêu cấp. Không ngờ bà lại đạt đến siêu cấp. Trong căn cứ của người gác đêm ở Lâm Hải, Hoàng Thi Kỳ nhìn thấy nỗi lo lắng của hai ông già thì bĩu môi nói, ông quản nhiều như vậy làm gì, dù gì bây giờ chúng tôi cũng không còn là người gác đêm nữa, hơn nữa Doãn Nhu đang là thành viên trong tiểu đội chúng tôi, nên chuyện của bà ta cũng là chuyện của chúng tôi. Bây giờ hai người Lê Văn Vân đã đến Du Châu rồi, cho dù chúng ta muốn ngăn cản cũng chẳng kịp nữa. Trương Vãn Hà nghĩ đến chuyện gì đó, nên ngẩng đầu lên hỏi, đúng rồi, ông già Doãn Nhu chỉ nói nhà họ Đồng là kẻ thù của bà ta, nhưng lại không nói gì nhiều về lý do tại sao nhà họ Đồng muốn giết người nhà của bà ta. Hai ông có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trác Nhất Minh gật đầu nói, đó là chuyện gần 40 năm trước. Chương 940, từ giờ trở đi, ai dám cử động, chết ngay tức khắc. Trác Nhất Minh vừa nói xong, Vương Hồng lập tức tiếp lời, ân oán giữa hai gia đình đó đã tồn tại từ rất lâu rồi lúc ấy sức ảnh hưởng của hai nhà ở du châu vẫn còn lớn hơn nữa gia chủ nhà họ đồng lúc đó đồng tốn và gia chủ nhà họ doãn lúc đó doãn thiên tức ông nội của doãn nhu vốn là đệ tử cùng một môn phái nghe tới đây lý thu kinh ngạc hỏi lại ý ông là gia chủ của hai nhà này là sư huynh đệ với nhau ư vậy tại sao quan hệ giữa họ lại thành ra như vậy vấn đề cũng nằm ở đây vương hồng đáp bọn họ là sư huynh đệ hơn nữa đồng tốn còn do chính Doãn Thiên dẫn về giới thiệu cho sư phụ của mình. Lúc đầu đồng tốn là trẻ mồ côi, ngày ngày lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, năm ông ta 78 tuổi thì được Doãn Thiên phát hiện, lúc ấy Doãn Thiên thấy ông ta đáng thương, bèn dẫn về chỗ sư phụ mình. Bởi vì thiên phú về võ học của đồng tốn rất cao, nên sau khi bái sư, ông ta gần như tiến bộ thần tốc, tuy bắt đầu tập võ trễ hơn Doãn Thiên đôi chút, nhưng thời điểm thăng lên tới siêu cấp lại không cách biệt bao nhiêu. Tới đây, Vương Hồng lại nói, nhưng nhân phẩm của đồng tốn lại có chút vấn đề, ví dụ như sau khi luyện võ xong, ông ta sẽ thường xuyên đi bắt nạt vài người. Sư phụ của hai người họ cũng nhận ra chuyện này nên lòng vẫn tương đối hướng về phía Doãn Thiên hơn, mà vừa hay, sau khi đồng tốn và Doãn Thiên lên tới siêu cấp, xương mà họ cần lại cùng một loại. Vương Hồng kể tiếp, sau đó sư phụ của họ để lại toàn bộ xương cho Doãn Thiên. Đồng tốn khi ấy cũng chẳng nói gì. Nhưng khoảng 40 năm trước, khi đó Bắc Kỳ đại loạn, Toàn bộ chủ lực của người gác đêm dồn về hết Bắc Kỳ, nhân dịp ấy, đồng tốn mời Doãn Thiên tới nhà mình ăn bữa cơm, sau đó lặng lẽ giết chết toàn bộ con cái của Doãn Thiên ngay trong đêm đó. Phương Hồng thở dài một hơi, nói tiếp, tóm lại đây chẳng khác nào người nông dân và con rắn bản thực, mà nguyên nhân Doãn Nhu còn sống là vì lúc đó bà ta vừa hay không ở Du Châu, nhưng tiếc thay vẫn bị người của nhà họ Đồng tìm thấy, cuối cùng bị họ lưu đày tới khu tội ác. Cố Bạch lặng lặng nhìn bọn họ, Hỏi vậy sau khi mấy người giải quyết xong chuyện ở Bắc Kỳ thì sao? Chẳng lẽ mấy người không tìm cách đối phó đám người đó? Người như thế, nếu để lại sớm muộn gì cũng sẽ gây hỏa. Thời điểm chiến tranh bùng nổ, mỗi một siêu cấp đều là trụ cột. Với lại khi chúng ta quay về tìm họ đàm phán, mấy gia tộc có siêu cấp đã lặng yên không một tiếng động liên hợp lại với nhau. Nếu động vào họ thật, hẳn sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nên sau khi suy tính cẩn thận, chúng ta chỉ bảo họ quy ẩn thôi. Vương Hồng thở dài một hơi nói, chỉ là không ai ngờ Doãn Nhu thế mà lại quay về. Trên cầu vượt lúc này thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu la thảm thiết, ở đây có vô số người nằm la liệt. Lê Văn Vân đứng một bên quan sát, anh không định ra tay, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Trên trán Đồng Dương chảy đầy mồ hôi lạnh, Doãn Nhu lạnh lùng liếc ông ta, "Dẫn tôi đi gặp Đồng Tốn, tôi sẽ tha ông một mạng." Đồng Dương nuốt một ngụm nước bọt, nhưng ngay sau đó, nụ cười lạnh lại hiển hiện trên môi ông ta nói Doãn nhu lúc trước đã tha cho bà một mạng, bà không lo sống cho tốt, còn dám quay lại đây, đừng nói là bà thật sự cho rằng bản thân xứng làm đối thủ của ông nội đấy nhé. Còn nói nhảm thêm một câu nữa, chết. giọng điệu Doãn nhu lạnh lẽo như băng, hơn nữa còn ẩn chứa sát khí. là thánh chủ khu tội ác, xem như cũng thường vị suốt bao năm, nên một khi bà ta để lộ giọng điệu lạnh lùng thì ngay cả đồng dương cũng không kiềm được mà dùng mình. Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, nói dẫn đường. Đồng Dương nghiến răng, ông ta biết Doãn Nhu đứng đối diện chính là siêu cấp, ông ta vốn không phải đối thủ của bà ta, nhưng trong lòng ông ta vẫn thầm cười lạnh, thời điểm bà nhìn thấy ông nội tôi sẽ phải khóc lóc xin tha. Tôi dẫn mấy người đi, ông ta nói. Sau đó Đồng Dương xoay người, dẫn nhóm Lê Văn Vân đi qua cầu vượt, tiến về phía khu kiến trúc phía trên hồ nhân tạo. Ở đây có rất nhiều tòa nhà, nhưng dân cư lại khá thưa thớt, chỉ lát sau đoàn người đã tới khu kiến trúc phía trên hồ nhân tạo, ông ta gõ nhẹ cánh cửa được xây kế bên, sau đó lập tức có một ông lão chắp tay sau lưng bước từ trong ra. Vừa nhìn thấy đồng dương, ông lão vội vàng hỏi, người vừa tới. Ngay sau đó, ánh mắt của ông lão quét qua người Doãn Nhu đang đứng phía sau. Chỉ trong chớp mắt, ông lão đã nhận ra ngay đó là ai, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Doãn Nhu. Sứt lời, chân ông ta lập tức cử động, một lần nữa dịch vào bên trong cánh cửa. Doãn Nhu không ngăn ông lão lại, bà ta theo chân đồng dương tiến vào trong. Sau cánh cửa là một khoảng sân bằng phẳng, chỉ là vừa bước vào, Lê Văn Vân lập tức nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, từ khắp bốn phía, khoảng 20, 30 người nối đuôi nhau xuất hiện, bao vây đoàn người bọn họ vào giữa. Lê Văn Vân quét mắt nhìn mấy lần, hai mắt hơi híp lại, tất cả đều là đỉnh cấp, trận thế này không kém nhà họ lý bao nhiêu. Hiển nhiên những người này đều là người của thế giới ngầm, không phải tất cả đều là người của nhà họ đồng, có lẽ phần lớn bọn họ đều do nhà họ đồng bỏ tiền thuê tới. Trước khoảng sân bằng phẳng này có vài cái cầu thang, phía trên cầu thang là một căn biệt thự cực lớn. Lúc này, trên cầu thang, vài người chậm chậm bước xuống, trong cùng là một ông già mặc kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn khoảng 7-8 chục tuổi, nhưng khí sắc hồng hào, cước bộ cũng rất ổn định. Siêu cấp, lúc Lê Văn Vân nhìn thấy ông ta, trái tim không kiềm được mà nảy lên. Hiển nhiên, người đàn ông đó chính là mục tiêu chuyến đi lần này của Doãn Nhu. Ông ta đứng trên cao, cục mắt nhìn xuống Doãn Nhu và Lê Văn Vân, tầm mắt của ông ta tự động loại Lê Văn Vân sang một bên, dồn hết sự chú ý lên người Doãn Nhu, miệng tấm tắc bảo lạ, trước kia chỉ biết bà là người đẹp, không ngờ dù đã năm sáu chục tuổi vẫn trông yêu kiều như vậy, gen của sư huynh tôi thật đúng là mạnh mà. Doãn Nhu chừng mắt nhìn ông ta, vẻ lạnh lùng xẹt qua đáy mắt, đồng tốn, chuyện khi đó cũng tới lúc phải kết thúc rồi. Ông nội tôi thấy ông đáng thương, có lòng tốt dẫn ông về, còn nói sư phụ cho ông bái sư làm đệ tử, nhưng ông lại vì lợi ích bản thân mà hại chết ông nội tôi, loại người như ông mà không chết, trời đất sẽ không tha. Lê Văn Vân đứng bên cạnh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Về ân oán giữa Doãn Nhu và nhà họ đồng, Doãn Nhu chưa từng đề cập tới, hình như cũng không muốn nhắc tới, bà ta nói khi nào nhìn thấy đồng tốn thì sẽ biết thôi. Bây giờ xem ra, đây có lẽ lại là một sự kiện lấy oán báo ân rồi đồng tốn nở nụ cười khinh miệt bà có thể thăng lên tới siêu cấp thật đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng chẳng lẽ bà thật sự cho rằng bản thân tới siêu cấp rồi là có thể báo thù cho ông nội mình sao nói thật có trách cũng phải trách ông già sư phụ của tôi lúc nào cũng bất công cũng phải trách ông nội của bà quá non thế mà lại tin người như tôi nghe đến đây hai mắt doãn nhu đỏ hết cả lên hôm nay tôi nhất định phải lấy cái mạng chó của lão già nhà ông dựa vào đâu đồng tốn hỏi lại một cách khinh khỉnh chỉ bằng bà và đứa con nít ngay cả lông cũng chưa mọc hết đang đứng cạnh bà sao nói xong ông ta lại thở dài một hơi nói vốn định tha cho bà một con đường sống nếu bà thành thật sống chui sống nhủi ở khu tội ác như con chuột cống thì tốt rồi cba không nên trở về đây còn muốn tìm tôi báo thù nếu bà đã tự đâm đầu tìm cái chết vậy đừng trách tôi dứt lời ông ta mất kiên nhẫn phất tay Mấy chục người đứng kế bên chậm chậm tiến về phía trước, khóa chặt vòng vây. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh, cảnh báo, nhắc nhở quý vị một câu, từ giờ trở đi, ai dám cử động, chết ngay tức khắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 940.